Alo, 1, 2, 3, 4. Mến chào, kính chào tất cả quý vị. Những người quen biết trái tốt tôm xưa giờ hoặc những người chưa biết tôi là ai kịp. Trước lạ sao quen, kính chào mọi người. Tôi mở kênh YouTube là kênh gia đình. Kênh không có về tiền bạc. Vì tôi không có mở chế độ kiếm tiền trên YouTube. Tôi không có ăn lương của YouTube nuôi tôi. Tôi không có cần nút bạc nút vàng. Tôi không có sử dụng Ngọc Sơn là một ca nhạc sĩ trong Việt Nam cho tôi. Vì tôi với Ngọc Sơn giao thiệp từ một trang mạng khác. Quen biết nhau trước sau là 15 năm trời tuổi xuân của tôi gắn liền với câu chuyện giữa tôi với Ngọc Sơn bên trong. Tất cả đều không ngoài sự thông minh, sự sâu sắc. Tất cả đều bắt buộc phải đem ra giải quyết xử lý từng câu chuyện, từng thời gian. Đây là câu chuyện đời tư của tôi cá nhân 15 năm trời. Tôi làm từ thiện qua đường dây internet tại trang mạng Paltalk. Năm xưa, không phải như bây giờ các trang mạng mà người Việt Nam từ hải ngoại về tới trong nước ngồi mà ăn theo thị trường đông khách như vậy. Mỗi một giai đoạn, mỗi một thời gian đều có lý do riêng. Những kẻ nào bất lương đánh vào trong kênh YouTube của tôi trong bao năm qua, tôi đang dùng quyền lực tâm linh của mình. Tôi đã nhiều lần nhẫn nại, tha thứ, cảnh cáo, nhưng vẫn cố tình xúc phạm và đụng tới tôi. Những gì tôi nói ở trên YouTube này, tôi kể về bà Kim Loan, về Ngọc Sơn là 100%. Ngọc Sơn và bà Kim Loan cách sống thất đức, vô cảm, vong ơn, ích kỷ, dậu đổ, bìm leo, vô trách nhiệm với xã hội, với quần chúng, vô lễ với tôi là một nạn nhân, một ân nhân của họ. Nên hai mẹ con họ chuốc lấy gọi rằng cái nghiệp cho bản thân. Tâm linh là có thật phải tin, nghiệp quật là có thật phải tin. Ở đây không có trả thù cá nhân. Ở đây cũng có dùng mẹ con của Ngọc Sơn lên để câu view. Vì tôi là người nổi tiếng từ xưa giờ quần chúng của tôi dư thừa không hết. Tôi không có một lý do gì để hại Ngọc Sơn hay bà Kim Loan. Tôi ở bên Mỹ, Ngọc Sơn ở Việt Nam. Ngọc Sơn sống nghề ca nhạc sĩ bán sản phẩm. Ngọc Sơn sống với tính chất là kinh doanh nhạc. Còn tôi là người bệnh tật nghèo ở Mỹ làm từ thiện. Tôi làm từ thiện 20 năm trời trước sau. Nhà của Ngọc Sơn là một trong những gia đình tôi làm từ thiện. Tôi là người giúp Ngọc Sơn có được ngày hôm nay. Sự thật 100 phần ngàn, 100 phần tỷ là Ngọc Sơn chưa bao giờ có lại thời thế. Thời là của tôi thông qua Ngọc Sơn có sự giao thiệp, có sự dính líu quan hệ tới tôi cho Ngọc Sơn y như tại báo thoát. Ngọc Sơn chẳng có thời nào trong 15 năm qua. Lúc bà cụ mẹ của Ngọc Sơn còn sống, vì bà không biết tôi là ai kịp, bà hiểu lầm tôi một chút. Người ta đâm thọt hãm hại bà với tôi. Người ta sợ bà cưới tôi vào làm dâu làm vợ, giữ tiền bạc tài sản lo cho Ngọc Sơn thay cho bà. Nên người ta chận đầu chận lui, đâm thọt hãm hại tôi và hãm hại bà, hãm hại Ngọc Sơn để đánh mất tôi trong 15 năm qua. 15 năm qua là do Ngọc Sơn ăn ở thất trách, không biết điều, không biết nên thân, không biết hiếu thảo với cha mẹ, không có trách nhiệm với quần chúng, với gia đình, với xã hội. Nhìn bề ngoài như vậy là những cái chuyện chỉ là không thực tế. Muốn gì gặp tôi sẽ nói cho mà nghe. Ở đây tôi nói vô trong mặt của Ngọc Sơn vào xem kênh của tôi rình rập. Với những kẻ bất lương ở phía Ngọc Sơn mà tấn công vào tôi. Còn nhớ năm 2012, tôi đến Việt Nam trong cái live show, tôi cùng Ngọc Sơn gặp ngay trước cửa của Ngọc Sơn phát gạo. Nhớ hay không, tôi quỳ trong bộ đồ cổ trắng ở ngoài cửa, tôi lại ở ngoài đường trước cửa nhà của Ngọc Sơn. Còn nhớ hay đã quên? Còn nhớ tôi đã từng quỳ trước cửa nhà 10A Sư Nguyệt Ánh, quận 1 của năm xưa 2012 không? Hỏi Ngọc Sơn có hay không trước vong hồn bàn thờ của bà mẹ của Ngọc Sơn, bà Kim Loan. Trở ngược dòng thời gian, câu chuyện giữa tôi và Ngọc Sơn, không có lửa thì không có khói, tức nước thì vỡ bờ.
Tôi một tay làm ra tất cả thì chỉ có tôi mới giải quyết được tất cả. Đừng bao giờ nghe những gì tiểu nhân nói, mà hãy gặp trực tiếp tôi và nhìn vào những gì tôi làm. Trước tiên hỏi Ngọc Sơn trước bàn thờ của bà Kim Loan, chị trả lời có hay không, yes hay no. Có phải năm xưa 2012 tôi đến Việt Nam, tôi gặp Ngọc Sơn đằng trước, tôi có quỳ ở ngoài đường khi Ngọc Sơn đứng ở trên lầu tắt đèn, có đúng hay không? Xua đuổi những người trên báo thoát và xúc phạm không biết tôn trọng tôi, còn nhớ hay không? Sự ích kỷ của mẹ con Ngọc Sơn còn nhớ. Hỏi Ngọc Sơn có hay không? Hôm nay sau 10 năm hơn thời gian đã có, tôi chỉ đợi một ngày hôm nay tôi im lặng. Tôi sẽ đem ra tôi làm cho một bài học một trận. Tôi tát bể mặt từng kẻ một từ trong ra ngoài nước. Hãy đặt câu hỏi xem, có bao giờ để ý mà đặt câu hỏi tại sao tôi quỳ lại ngoài đường trước cửa nhà Ngọc Sơn hay không? Lý do gì? Tôi làm gì trước cửa nhà Ngọc Sơn còn nhớ hay không? Quay ngược lại thời gian, tôi hỏi Ngọc Sơn và trước bàn thờ bà Kim Loan. Thời gian tỏ tình với tôi gặp Ngọc Sơn ôm một cô gái thân mật, tấm hình để trong vlog của thằng Quý Ngọc. Có phải đó là bé Ngọc? Đó là Ngọc ở ngoài đời tôi chỉ biết ở Việt Nam tên là Ngọc, 19 tuổi, 18 tuổi. Thời gian xưa, cái cô bé đó ở trong bao thoát đi cái đích tên là em Cùi Bắp có hay không? Giao thiệp làm ăn nhân viên trong nhà Ngọc Sơn với nhau, cặp bồ cặp bịch với Ngọc Sơn thời gian đó, có đúng hay sai? Có tấm hình ôm cô gái đó ở trong vlog của thằng Quý Ngọc có hay không? Hỏi Ngọc Sơn cho tôi. Rồi quay qua trở lại trước bàn thờ của bà Kim Loan. Bà trước nhận của tôi 1.000 đô, sau đó là 1.500, tôi gửi bà là 2.500 đô tiền Mỹ Kim có hay không trước bàn thờ của bà? Và tiền đã tôi gửi về với tư cách là cái gì? Rồi hỏi trước bàn thờ bà Kim Loan. Năm 2011 trước khi tôi bay về Việt Nam gặp Ngọc Sơn trong cái tiệc sinh nhật tại nhà, bà đưa điện thoại cho thằng Quý Ngọc và bà gặp tôi 3 người. Bà biểu tôi là để thằng Quý Ngọc ra phi trường đón tôi. Có phải tôi nạt bà, tôi rầy bà trên điện thoại, tôi không chấp nhận đồng ý hay không? Bà để thằng Quý Ngọc cùng chung với điện thoại trong nhà của bà và tôi 3 người, nói rằng sắp làm người một nhà. Bà và nó cùng với nhau trên điện thoại nói với tôi rằng sắp làm người một nhà, biểu tôi phải đoàn kết đối với thằng Quý Ngọc. Bà và thằng Quý Ngọc cùng với nhau trên điện thoại gặp tôi có hay không? Mà thời gian Ngọc Sơn lạnh nhạt, không có quen với tôi. Ngọc Sơn ăn rồi tối ngày to rập, muốn mở căn phòng giang hồ tại Bao Thốt. Hỏi Ngọc Sơn trong phòng của Ngọc Sơn có phải năm xưa những người đang ngồi chốc cộng chửi về Việt Nam với ăn cơm bữa, người ngày nào cũng lập kênh trên YouTube này, đi cái tên ở trên kênh là Khai Dân Trí, cái tên nickname gọi là Lisa Phạm, người chuyển giới tính. Người này đã từng bị bắt ở Việt Nam hơn 9 tháng tù ở Việt Nam, ngồi tù tại Việt Nam rồi trả về Mỹ có hay không? Dân chốc cộng chuyên nghiệp chuyên chửi về Việt Nam, ba sạch đập phá đồn công an, đập phá đất nước Việt Nam có hay không? Trong phòng của Ngọc Sơn đều ớt, và mỗi ngày trong cái phòng của Ngọc Sơn cùng với bà Mỹ Kiều chuyên môn chửi về Việt Nam chốc cộng ngày 1, ngày 2, ngày nào 24 đến 28 dân chốc cộng chuyên nghiệp, anh vô tình 13 dân chốc cộng chuyên nghiệp và những người khác vân vân. Tụi thằng F17 là những cái dân ngồi trong cái room của Ngọc Sơn là dân chốc cộng chuyên nghiệp có hay không? Vậy thì khi mà cầm cái microphone điện thẳng vào đồn công an, chửi vào đồn công an, thì Ngọc Sơn và bà Kim Loan ở đâu? Những người bảo vệ Ngọc Sơn, những người mà ngày hôm nay ăn theo điện bài đặt mà bỡ định mẹ con Ngọc Sơn ở đâu? Khi Ngọc Sơn bị ở Việt Nam lên án tẩy chay, ngồi tù, hỏi Ngọc Sơn trước vong hồn của bà Kim Loan, có phải ngày xưa đã chung chi hối lộ, đã bị mất 1 tỷ tiền Việt Nam vào thời điểm xưa bị ngồi tù treo? Ngồi tù treo vì đụng chạm, bị dính vào làm chính trị, đánh phá chính quyền Việt Nam. Cái rum của Ngọc Sơn phong cho thằng Cu Đen, phong cho thằng Quang Hải làm tổng thống, và thằng F17 có hay không? Một trò chơi bao thoát và mất 1 tỷ.
để bà hối lộ cho công an để đốc phạt. Chung chi mẹ của Ngọc Sơn đích thân nói với tôi có không? Cánh phòng thì ngày nào cũng chửi thề văn tục kem cú, ngày nào cũng xúc phạm hết người này người kia, có tôi là nạn nhân. Một cánh phòng của ca nghệ sĩ gì mà bị tẩy chay, bị lên án, bị người đời nguyên rủa mỗi ngày, thì cái đó là cái gì? Đó là cái nghiệp và cái đức của mẹ con của Ngọc Sơn sống vô cảm thất đức. Lấy tôi là một nạn nhân, một người đối phương, một ân nhân. Tôi thức khuya dậy sớm bỏ chuyện nhà, bỏ thì giờ, bỏ tuổi xuân, bỏ sức khỏe. Lúc tôi bệnh giải phẫu nằm trên giường bệnh, tôi ối từng bùm máu từ Mỹ đi đến Việt Nam. Tôi đi mượn nợ để kịp gửi cho bà Kim Loan. Tôi còn người cho tôi mượn tiền vẫn còn ngồi trong bao thoát ở đây làm chứng. Người ta gửi tiền vào nhà cho tôi để tôi kịp đem đi gửi cho bà cụ mẹ của Ngọc Sơn nhận. Mà thời gian Ngọc Sơn ôm gái, ôm người tình, ôm một cô gái trong nhà, lạnh nhạt đối xử với tôi rất tệ. Mà tôi không hề có chuyện tình cảm nam nữ, tôi giật làm chỉ ba cái đắng tủi nhục trước công chúng của tôi, quần chúng của tôi. 15 năm tôi chưa bao giờ giải một người quần chúng nào của tôi. Thiên hạ bầu trời internet là của tôi, để mà đụng vào mẹ con của Ngọc Sơn vô lệ. Nhưng mẹ con của họ ngồi ở Việt Nam dậu đổ bìm leo ăn cháo đó bác, ích kỷ tiểu nhân. Ăn rồi tối ngày dạy cho cái bao thuốc, dạy thằng Quý Ngọc xúc phạm tôi. Trước khi mà bắt lỗi tôi thì phải coi lại thái độ của Ngọc Sơn và bà Kim Loan. Đừng nói biển tại sao mà nó mặn, đừng nói tôi tự nhiên mà đem người chết ra và cái bàn thờ của bà hôm nay. Bà chết rồi, bà ngồi trên bàn thờ, bà nằm ở trong bàn thờ trong hòm, bà ở trong chùa mà con trai bà giật lộng hành, giật đụng vào cái kênh YouTube của tôi, vẫn lên bao thuốc, vẫn tụ tập ngông cuồng, vẫn sách động giác hồ, vẫn ngồi đó vô lễ với tôi. Bao nhiêu năm qua tôi mượn bà ra, tôi lấy bà ra để tôi giáo dục thằng con bà, chứng minh rằng con bà không coi bà ra cái gì là bất trị. Bởi một đứa con, một thằng con có hiếu thảo với cha mẹ sẽ không bao giờ ngồi bên kia đường dây người ta mắc vào mẹ mình, người ta chửi vào cái bản thờ của mẹ mình, người ta nguyên rủa vào cái xác bản thờ của mẹ mình. Bây giờ ngông cuồng đi cái đích ở trong bao thoát để xúc phạm tôi, thông đồng với giáo tụ tập mặc kệ cảm giác của tôi. Làm gì mà có hiếu với cha với mẹ? Con có hiếu với cha của mẹ sẽ không bao giờ bước ra xã hội để người ta chửi vào cái bản thờ mẹ cha của mình, mặc vào mặt của mình, xúc phạm vào cái bàn thờ xác chết của mẹ mình. Mình sống làm sao phải nhìn người trước sau, chỉ sự một cái sự ích kỷ thấp hèn. Chương trình á, tôi gặp cho, tôi sắp cho, tôi giúp cho, thậm chí tôi cho mượn cả cái trong nhà của tôi. Tôi có bao giờ mở phòng cho bản thân tôi, toàn là tôi làm ơn mắt quán. Tôi lấy cái phòng riêng của tôi sạch sẽ, một cái phòng giá trị năm số 1 ở tại bao tốt number 1. Cả công an mạng gặp tôi cũng ca ngợi tôi tại Việt Nam, và quần chúng đều ca ngợi cái phòng giá trị của tôi. Mà tôi lật lại, tôi cho các MTV, tôi thức khuya dậy sớm trước khi tôi giải phẫu 4 ngày. Còn có 4 ngày phải nhập viện, căng thẳng đầu óc không thể diễn tả. Tôi thức khuya dậy sớm, tôi lập cho cái phòng Star Wars MTV trong vội vàng, không ăn không ngủ. Tôi cố gắng tôi cho cái phòng chưa gì là sượt sượt lên đầu cướp rum và đi ngồi lấy ngay cái phòng tôi gây dựng, giật giật nhau sách đồng để chửi vào mặt tôi, đánh phá tôi. Từ từ tôi sẽ kể cho mọi người nghe sự thất đức của Ngọc Sơn, sự thất đức của bà Kim Loan. Mẹ con họ ăn rồi tối ngày bên kia đường dây internet tại Việt Nam điều khiển, tối ngày ngồi chỉ tay đâm ngón để mà chống đối, để mà lấy tôi ra làm nạn nhân. Họ ăn ở độc ác ích kỷ, họ điều khiển từ xa, họ điều khiển thằng Hồ Quý Ngọc, họ điều khiển cả một cái lũ côn đồ ác bá, lũ chó mà tôi nuôi cắn trụ tại bao thốt. Họ hút khách về cái nhà của họ, chỉ cần họ đem vào một kẻ nào bất lương, đừng nói là một người dài người ăn ngạch mặt mà không biết liêm sĩ trơ trẹt. Tôi nhiều lần tôi la rầy cảnh sốc của họ, không ai cấm họ kiếm tiền, kiếm tiếng, kiếm danh tại trang mạng bao thốt hay xã hội, hay họ giao thiệp. Nhưng mà tôi trách họ tại sao họ cần phải như vậy. Ăn chay niệm Phật, ở nhà giác vàng điện ngọc cung son, khoe khoang nộ, tối ngày nói rằng nhà giàu, nhà giàu trong những nhà giàu tại Việt Nam, mà sao phải chết đói vào những cái đồng tiền, những cái quà bánh mà chửi vào tôi,
lợi dụng tôi để trục lợi mà có được cái chỗ ngồi tại Bao Thóc để gặp nhau. Những cái túc hức, những cái tiền, những cái gỗ rằng mắt vào tôi mà có được. Sao mà nó hèn hạ vô liêm sỉ? Một người phụ nữ lấy chồng để làm gì? Có người yêu để đương nhờ người đàn ông của mình, người phu quân của mình. Chứ có phải một thằng đàn ông mất dạy ăn bát mà chửi trả vào con đàn bà ngồi chơi chết và làm nhục con đàn bà. Khi cần thì giác cái mặt tới yêu đương trai gái. Mà ngoài đời thì không ai biết tôi là ai. Tôi nhìn nó có một mức độ. Mẹ của Ngọc Sơn, khi Ngọc Sơn ôm con bé Ngọc ở trong nhà, ôm con gái người ta chụp hình thân mật, tiền tôi trả, tiền là tôi bao về Việt Nam. Mà tôi điện thoại về, nạp thẻ cũng là tiền bệnh tật tôi điện về. Tôi nạp thẻ, tôi gặp ngay con nhỏ bạn gái người tình của Ngọc Sơn ôm nhau trên tấm hình trong cái vlog của thằng Quý Ngọc ở trong nhà. Tôi giận im lặng cay đắng tội nhục những quốc ức. Tôi là một người bệnh tật nghèo thai bàn tay trắng, nên tôi im lặng, tôi hứng chịu tất cả những tội nhục. Tôi vẫn là một người làm từ thiện, không có mục đích yêu đương trai gái với Ngọc Sơn, nên tôi tha hết lần này lần kia. Thử đặt vào trường hợp một người bệnh tim nằm trên giường như tôi, bệnh xương mặt, chờ giải phẫu được, khi về ói từng bụng máu. Khi ói từng bụng máu giải phẫu xong, tôi đến Việt Nam cực khổ bằng tiền của tôi đập cái ống heo. Tôi mượn nợ đến Việt Nam. Tôi bị mất sạch ở tại Sài Gòn, tại thành phố Sài Gòn, tại Việt Nam. Con người Ngọc Sơn lạnh lùng, vô cảm, bất lương. Để tôi kể những gì tôi làm cho Ngọc Sơn, để rồi ngày hôm nay tôi đem ra, để tôi biết là những gì thuộc về tôi. Tôi đòi lại một sự công bằng là hợp lý học tình. Không bao giờ có chuyện tôi là người của công chúng mà nằm ở đây trong nhà, trên giường của tôi mà lấy một người lớn, một mẫu thân, một phụ huynh của tôi là mẹ của Ngọc Sơn mà tôi đụng chạm được. Tôi không bao giờ có ý đó. Nhưng tôi không đem bà ra những cái bậy của bà, cái sai của bà, thì Ngọc Sơn không nhát, không sợ tôi. Vì bà là cái đầu tàu chia rẽ Ngọc Sơn với tôi từ khi live show đến Việt Nam về là Mỹ này. Bà là ở giữa tôi với Ngọc Sơn chứ không có ai hết. Bà là người xung quanh Ngọc Sơn. Bà tác động vào tâm hồn thể xác và hãm hại Ngọc Sơn. Bà là cái đầu mối quý hại trong nhà ra ngoài đường đó online. Tính mạng, tài sản, tiền bạc, tất cả bà nắm trong tay bà lo. Bà giữ dùng cho Ngọc Sơn. Bà giữ gì mà bà tối ngày bà lấy tiền của Ngọc Sơn bà đưa cho thằng Quý Ngọc đi đánh bài. Bà để thằng Quý Ngọc dẫn dắt con bà ngồi cái Báo Thoát, để rồi ngồi tù mất 1 tỷ. Rồi bà đẩy để Ngọc Sơn lao đầu vào cái Báo Thoát lại những cái căn phòng thác loạn ăn chơi. Người đời nguyên rủa thì bà ăn hết cái nghiệp đó vào cái xác bà và con trai bà. Ngọc Sơn không ngóc đầu lên nổi với bà. Một người mẹ tốt sẽ không bao giờ ngồi cổ suý, ngồi tác động, ngồi giải ư, ngồi binh vực bậy bạ con mình. Con ngồi tù, con trai bà mất tiền mất bạc, bà không xót tiền nhưng tôi xót ở bên Mỹ cho Ngọc Sơn. Con trai bà tối ngày nhảy độc lên, không lấy vợ, tu không lập gia đình. Tu không lập gia đình thì ở đâu ra mà có mối tình với bằng Lăng Tím hả? Và những cô gái tại Bao Thoát, hãy trả lời cho tôi trước cái bàn thờ của bà Kim luôn. Tu không lấy vợ thì ở đâu ra mà quen với tôi? Không quen với tôi thì ở đâu ra mối tình hả? Không có mối tình từ xưa giờ với tôi thì ở đâu ra bỏ tôi? Mà ăn rồi mẹ con bà dân cái mặt điệu, mặt điếc và mặt nhục, mặt mặt hèn, mặt dơ lên để cho thằng Quỷ Ngọc lắm cá cái mặt tôi. Muốn ăn cơm Bao Thoát mà bất tài vô dụng, mở phòng ế, mở phòng đói, mở phòng sạch, bị người ta quyền rủa tẩy cha ra đường như một con chó ghẻ cả con lực mẹ, không có tiếng đói từ Bao Thoát tới xã hội tới vô nhà. Kể cả thằng Quý Ngọc nó khinh ra mặt, nó lấy tiền của thằng con nó đưa vào cái mặt bà mẹ, nó xỏ lá từ con cái mẹ mà để tôi phải ngồi tôi làm cái chị ba giùm, để tôi phải đi vay tiền mượn nợ, phải đập cái ống heo mất sạch đến tận Việt Nam để cứu để giúp. Nhà gì đâu mà nặng nghiệp mà không biết mình ở đâu. Một hai là muốn làm trung, làm vua, làm quyền lực cái Bao Thoát. Tôi dọn cơm sẵn cho ăn, làm không lại người ta tôi cho làm chị ba anh ba trên danh nghĩa. Mà cái mặt của thằng con tôi còn chưa biết thấy bà mẹ. Chỉ gặp một lần sơ giao ở tại Việt Nam không kịp gì với nhau. Bao năm qua đối xử với tôi, Ngọc Sơn đã làm một cái gì để mà cứ bằng xứng đáng trong cái sự giao thiệp giữa tình người, tình dân tộc, tình bạn và tình yêu nam nữ. Nó chuyện tình yêu với tôi mà ngoài đời thì không ai biết tôi là ai là sao. Trên truyền thông ôm hết con này con kia, nhưng tại Bao Thoát thì nhận tôi là chỉ ba người yêu là sao.
Còn cái bà mẹ của Ngọc Sơn của vậy, không ai lấy tiền ra tặng quà, tặng tiền đến Việt Nam giúp mẹ con bà, mà người ta kể công làm khó. Chẳng qua là thái độ của mẹ con bà vô lễ, ăn rồi quá đáng, nên người ta giáo dục mới đem ra cho một bài học. Tôi chỉ cho mẹ con bà tắt bếp một bài học để coi quyền lực ở đâu ra. Chưa đổ ông nghè đã đá hàng tổng, hai mẹ con giao thiệp với tôi. Thằng con giao thiệp rồi quay lại không coi tôi ra gì, thì còn bà mẹ ai về bà cũng vậy. Bà trở mặt bà vô tình trong ơn bội bạc. Không có tôi nói chuyện với công an chính quyền ở Việt Nam, cùng với tôi quỳ ở trong cái nhà ở bên Mỹ, tại cái nhà mà hãm hại tôi vừa rồi ra đường với các em sốc, rồi đi lên report những cái kênh YouTube của tôi để xóa sạch, dắt nhau vào trong bao thuốc. Đồ vô giáo dục, đồ vô cảm, đồ vô ơn ăn cháo đó bà. Trời nào mà tha, đất nào mà dung. Tôi nằm đây trên giường bệnh trong nhà của tôi, cay đắng tội nhục, mất sạch tiền ở trong nhà, hãm hại giết từng miệng ăn các bé sốc hoang dạ, hãm hại từng con thú để có một cái tình thương của một mẹ tao, ăn một bữa ăn tội nghiệp của các em bằng những đồng tiền bệnh tật tôi chăm chút cho các bé. Sao mà độc ác vậy? Ăn chay thì Phật lấy bằng làm từ thiện, phát quà làm từ thiện để làm gì? Chương trình đó tôi giúp, tôi soạn sẵn thì coi tôi không ra gì. Tối ngày ăn rồi to đập với nhau, mở các vòng phải một hai xúc phạm tôi, lợi dụng tôi mà lấy tôi làm nạn nhân mới chịu, tạo nghiệp cho bản thân để được lại cái gì? Lúc bà còn sống trên điện tiền, tôi nhiều lần từ xa đánh tiếp về Việt Nam. Tôi ngồi trên cái YouTube này, tôi chận đầu chận đuôi, tôi bốc gió, tôi xa gần, tôi nhắc cho Ngọc Sơn biết coi chừng lại cái bà mẹ tham tiền ăn rồi tối ngày cứ đĩ miệng đi móc tiền cô này cô kia, lợi dụng mấy cô gái khoái thích Ngọc Sơn một mình yêu đơn phương, tò te tú tí ngọt ngào âu yếm, rồi gài chài con gái người ta có ngày ngồi tù một công. Đàn bà con gái người ta thông minh, người ta hung dữ, người ta không vừa thời buổi này, gài người ta thì đi đêm có ngày gặp ma là sẽ bị chết tới bị tương. Tôi làm ơn mắt quát lên, trận đầu trận đuôi lên, xót sách kênh YouTube của tôi thật là đồ khốn nạn vô giáo dục. Thằng con binh mẹ mù quáng, rồi gặp một bà mẹ binh con mù quáng, hai mẹ con mày ở Việt Nam, làm loạn cái xã hội, làm loạn cái nhà, làm loạn cái bao thoát, lợi dụng thằng Quyết Ngọc làm công cụ, làm nạn nhân, giải hư thằng Quyết Ngọc, giải bẫy thằng Quyết Ngọc, rồi mẹ con mày độc ác đổ hết tới đầu thằng Quyết Ngọc, rồi dùng nó làm cái công cụ để tấn công tao có sướng không? Mẹ con mày có phải là cái tướng độc ác bẩn thỉu không? Ra rầy cho nên người mẹ con mày đi trả thù tao từng kênh một, đi không ra mặt mà giải cho thằng Quyết Ngọc, giải cái bao thoát tấn công tao. 15 năm tao thách mẹ con mày đi cưới dâu cưới vợ, mày cưới ai? Ai mà bằng tao được mà cưới? Cưới chặt qua một cái mắt đẻ, một cái bộ phận sinh lý cho giải quyết tình dục cho một thằng đàn ông nằm ngửa bắn ra cái bộ phận sinh lý với nhau. Chứ còn những cái con đàn bà xung quanh Ngọc Sơn, đủ cái lũ côn đồ, cái lũ bở đích, lũ ăn bát ăn cái rẻ tiền, lũ trơ trẹt mặt dày vô sĩ. Lúc Ngọc Sơn với con chó ghẻ ngồi một mình, lúc Ngọc Sơn ngồi tù đó, mấy cái con này đâu? Hợp đài truyền thông báo chí lên án tẩy chay Ngọc Sơn, lên án những cái cách sống của Ngọc Sơn, hay là cái giới showbiz tẩy chay người ta kỳ thị ăn hiếp Ngọc Sơn. Nhìn bề ngoài tưởng là Ngọc Sơn ngon à? Trên đời này chỉ có một mình tôi là người thông minh sâu sắc, có thể bảo vệ cứu được thành con của bà Kim Loan. Lúc bà còn sống trên tiền tiền, bà chỉ hòa với tiền, bà chẳng biết gì tới Ngọc Sơn xong phấn áo quần, bà động động lên bà làm thái thầu với cái mẹ. Bây giờ bà nằm suốt đòi thành con bà, không có một ai để mà tin cậy hay là bên cạnh, bị rớt vào như một con thiêu thân. Ăn rồi bây giờ dựa vào có một cái xì ca đồ, lợi dụng thằng Hồ Văn Cường được mấy bữa, rồi được cái gì mất khách, mất tiếng, mất danh, bị y như cái bao thoát vậy. Ngày xưa một thằng Hồ Quý Ngọc tại cái bao thoát, bây giờ một thằng Hồ Văn Cường tại cái showbiz, gầy dựng cho làm anh ba, chị ba gầy dựng cho kênh, kênh mấy chục triệu và mấy kênh, cả chục kênh, cả mấy chục kênh, cuối cùng xóa sạch hết. Ngồi bên kia lén lút rình rạch để hãm hại tôi, để report cho mất sạch hết, tự tát vô mặt mình. Tôi ngồi cái báo thoát hại, tôi gầy cho cái rung nào là phá cái rung của tôi, đánh vào cái rung của tôi, tôi qua tận cái rung cũng làm nhục, đuổi đá xúc phạm từ thằng lớn tới thằng nhỏ. Tôi về tới Việt Nam cũng làm nhục tôi và xúc phạm tôi. Tôi về Mỹ tại tôi ngồi chung cũng xúc phạm làm nhục tôi. Bây giờ tôi ngồi trên cái YouTube cũng làm nhục. Tôi chuẩn bị chương trình live show đất Việt Nam cũng làm nhục và hãm hại tôi và xúc phạm tôi, report những cái kênh của tôi.
làm thì không lại người ta bất tài vô dụng. Cuối cùng rồi cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, mở bao nhiêu năm cái phòng thất bại, mà đi con đường sai, mà tối ta cứ đúc đầu vào. Bây giờ không còn cha, không còn mẹ mà vẫn chứng nào tật đó. Đúng với câu người ta nói, giang sơn thì có thể đổi, nhưng mà bản tính không bao giờ mà đổi được. Giang sơn thì có thể dời, nhưng mà bản tính thì không chừa. Ngồi vô lễ lấy cái đích ngọc sơn đi vòng vòng ở trong bao tóc xúc phạm tôi. Tôi giao thiệp cực khổ mấy bữa nay, nhìn tôi còn xương với da. Tôi ra mà tôi cho một cái kêu bằng chỗ đứng trên online hết 15 năm tuổi xuân. Tôi là người làm từ thiện cả đời. Chương trình của tôi nửa chừng không nỡ buông tay. Tôi soạn cho chương trình 15 năm trời chỉ khoảng 1-2 ngày. Mẹ của Ngọc Sơn, cái mối giao thiệp đúng ra là rất đẹp. Tự bà động động lên bà tham, làm bà ích kỷ, bà bù quá, bà không biết dạy con, bà không nên thân. Bà ngồi ở bên Việt Nam, bà đòi làm thái hậu lên bao thốt. Mà thằng con bà không có chỗ đứng trên bao thốt, ở đâu cho bà quyền lực tại bao thốt. Bà nói bậy nói bạ trên cái bao thốt để người ta thâu lại hình tượng của một chị ba cho một thằng anh ba cho sự nghiệp. Ngồi phá nát hình tượng chị ba, ăn rồi hết con cái mẹ vên cái mặt làm nhà chồng. Chó chết mà ngoài đời thì không nhận, tôi làm dâu làm vợ mà lên bao thốt thì nhận. Nhận rồi ngồi với những ai sĩ nhục chà đạp tấn công cười nhạo tổn thương tôi. Rồi dắt tay nhau, hả ê bên Việt Nam với cái mặt mình là già có đạo đức, hôn khách. Mình có tài, mình có thực tế là mình là những người có kêu bằng đạo đức mà người ta tới với mình. Sống ảo, sống thực tế là cái bằng giả dối giả tạo chi vậy, không biết cho khổ sở vậy. Tâm thần phân liệt hoang tưởng, bị tâm thần cả con lật mẹ mà không điếu thuốc. Rồi thấy tôi á mày đặt, khinh người phải đâu áo, kêu tôi con này con kia. Không ra mặt mà kêu thằng Quý Ngọc dạy cái bao thóc rồi bất dạy. Ngồi thông đồng đi cái đích Ngọc Sơn ở trong bao thóc hợm lại làm nhục và xúc phạm tôi. Hãy ngồi mà để ý ai mà lên kèo tôi mà mắc nhiếc tôi là bắt đầu kêu ethnic đi. Kêu làm quen à, ethnic vào cái list để mà kéo ra. Đừng làm những cái trò đó, ngày xưa xúi dục bao nhiêu cô gái chửi tôi không thành công. Cuối cùng từng cô một gặp tôi để xin lỗi tôi. Còn Ngọc Sơn cũng vậy. Chương trình thì đâu vẫn còn có đó, bao thóc vẫn còn có đó. 15 năm rồi cũng vẫn là như vậy. Cha mẹ đã không còn trên hiện tiền, vẫn bất hiếu, vẫn hư hỏng, vẫn súc sanh ngạ quỷ như ngày nào. Mà thời buổi này mà vô mở căn phòng mà tụ tập 90+% dân bao thóc rất phức tạp. Đa số là thành phần chống cộng, thành phần đánh phá về Việt Nam vẫn ngồi ở đó. Họ chạy qua bên YouTube và Facebook, họ vẫn còn sống sơ sơ. Họ dẫn tủ năm bè bạc, họ sẽ nhào vào cái rung và tiếp tục như ngày xưa. Mình đã có một cái hồ sơ lý lịch trong đồn công an, mình đã có một cái luật pháp để ý mình đã bị một cái giới. Người ta bỏ xứ, người ta dẹp không kịp. Còn cái này thời gian đã có, khơi lại sự hận thù, khơi lại quá khứ để tự hại mình tán vô mặt mình. Ngồi chỉ có thể lăn chanh súc sanh, bạn đặt ra vẻ với tôi xạo xạo thôi. Mấy thằng chó đẻ mày đàn bà mặc vái, mấy thằng đàn ông mặc vái phụ nữ, mấy thằng hèn thằng nhục ăn rồi bắt vái đàn bà đi ăn hiếp đàn bà, đi lợi dụng đàn bà rồi chửi trả sống ăn bám trong đàn bà, không biết vô điêm sĩ là gì. Nói mà không biết nghe lời, muốn mở phòng thì gọi điện thoại vào nói chuyện đàng hoàng. Có những chương trình gì sắp xếp không ngồi làm trò tiểu nhân. Tao làm gì mà trả thù tao, ăn cơm của tao nuôi, ăn dù gì tao cho ngạch mặt mà trả thù tao là sao? Vô lý không? Đồ nhục không? Hả? Đồ hèn, đồ dơ không? Chương trình soạn sẵn thì không chịu, phách lối cao ngạo ra vẻ ta đây không ngắt lóc cá. 15 năm qua thằng Ngọc Sơn nào, thằng anh ba nào mà có thời? Hả? Không có tao làm chị ba trong giận, làm hoa này, làm người yêu thì đâu ra? Không có tao ở đây cực khổ 15 năm có tiếng không có biết, bỏ tiền, bỏ sức, bỏ thì giờ, danh dự, sức khỏe, tuổi xuân, làm kênh YouTube, lao là lên là phá cái kênh đó. Thậm chí coi cái kênh mà thấy tôi đang bị đuổi nhà, tôi đang lục đục với chủ nhà cũ mà cũng đuổi tận giết tuyệt, report sạch kênh để hai thằng mày dắt nhau vào trong cái bao thóc. Trời khiến cá thơm này sốc về tâm linh. Bữa đó bất ngờ kiếp tôi vô trong cái bao thóc, đang ở ngoài đường, đang làm giấy tờ kiếp nhà chưa xong, đang nằm đường giữa mùa đông cay đắng. Từng xác em sốc chết trong nước mắt niềm đau. Sao hai thằng khốn kiếp, sao mày ác, mày độc, mày vô cảm, mày hèn, mày nhục vậy?
sao mày độc ác muội rỡ mang gì vậy? Ở ngoài đời thì mày ăn chay niệm Phật tụng kinh, mày phát quà, mày lấy bằng làm từ thiện, phục sanh chim bắt nhà làm từ thiện, làm từ thiện cho người ta coi mình là người tốt, mà ăn rồi hãm hại tao và trù dập cắt trả tao cả con đực mẹ và cả một cái lũ tập đoàn tụi bay lên lừa đảo trên cái bao tốt hại người, nói hoài cũng nghe rầy hoài không chịu ở thức tỉnh. Mày muốn ngồi tù thì kệ mày, mày làm cái gì mà mày lôi cái đất giang hồ tiểu nhân mà chửi vào tao thì mày không phải là con người. Mày không có tính người, mày không có sự lương tri, lương tâm của mày. Mày không có giáo dục cái thằng đàn ông bất nhân như vậy. Nghĩ sao mà tao có thể yêu mày một cái thằng độc ác như vậy, một cái thằng vô lễ như vậy hả? Hả? Mày bắt tao yêu mày như một cái thằng không ra gì súc vật, súc sinh. Mày dám ngồi nhang hàng gì đó, chó của tao nuôi. Mày và mẹ mày dám chỉ tay tấn công vào tao. Mẹ có mày dậy độc đạch đạch lên là nạn nhân của tao. Bao năm qua tao mất tiền, mất tiếng, mất danh thì giờ tuổi xuân sức khỏe, thậm chí đi mượn nợ đập cả cái ống eo cả gia tài của một người bệnh tật, bây giờ vô gia cư không nhà, không một sự đối ngoại hội thăm biết điều, mẹ con mày phạm chủ dông ơn, đúng một cách là mày dậy độc lên xóa sạch kênh của tao, dắt dao hai thằng mày vô cái bao thoát là được cái gì, chương trình đã lập ra cho sẵn, mày là cái gì hầu hạ mày, chặt qua một chữ nhân giúp cho hai thằng mày, mày muốn cái gì sao mày không hỏi tao hả thằng chó chết thằng khốn kiếp chứ hả mày làm ơn mắt quan. Mùa đông giá lạnh tuyết rơi đầy đường, thân mới giải phẫu, miệng hạ ra có nửa cái lóng tai, mở cái phòng ngay nào cùng rủa chửi tôi ngày đêm sáng tối, vô văn hóa vô giáo dục, chửi không tiếc một lời nào từ sáng tới đêm, đụng một cái nói cười chửi cho vui, chửi cho vui, chửi vào thân xác, chửi người bệnh tật nằm trên giường mà vui, vui trong nước mắt làm nhục người khác, chửi một con táo nhục nhã bị một thằng Ngọc Sơn bỏ rơi không thèm chê bai vì tàn tật, vì tâm thần, vì khùng điên không tỉnh táo không bình thường, ngay nào cũng mã lụy suốt đám dài tháng hạn, rồi mẹ con trớ trẹn dắt cái mặt độc ác ngồi vô nhân sĩ để hướng tới những quà, những bách, những khủng hố vạn tuế, những cái độc ác vô trong cái xác, trong cái thân, nên nó mới kỳ trời khiến cho nó trả báo và nó nghiệp quật, nói hoài không nghe không chịu hiểu, sống nó kêu bằng cái máu lạnh côn đồ xì kéo chích nó quen rồi, quen cái tao lợi dụng hai người rồi, to rập tối ngày giờ cái thằng Quý Ngọc thông đồng lên cứ thể những cái tối của mình làm thì không lại người ta, còn được tôi giúp cho may mắn, tôi không lấy là một cái gì cho bản thân thì ngồi chắc biết hết thằng con cái bà mẹ tôi, cái thằng khủng khiếp kia, cái tập đoàn của mày, mày ăn ở làm sao cho người ta biết á, kêu cần một cái sự mà nhắc tới cái tên chứ đừng có giống cái thứ vẻ rách cầu tiêu, chửi mẹ con mày có bao giờ oan đâu mà mày nhảy đành đạch lên mẹ con mày lấy công đạo cho anh ba với mẹ Kim Loan, tao mới là người bị oan ở đây nè, lấy công đạo cho tao, tiền mất tật mang tiền của tao rồi mang danh mang nghĩa, tao làm cái chị ba 15 năm không lẽ tao bỏ vô thùng rác tao tội nghiệp, mãi mà tao xước tới một cái là bắt đầu nhảy vô cắn, 10 năm về trước cũng vậy, xước chương trình tới Việt Nam chưa gì trận đầu trận đuôi để phá cho nát, rồi hai thằng khốn kiếp mày giặt tay lên mở cái phòng kéo cái đắp giang hồ bất dạy mồi rồi chửi vào tao, chửi được mấy ngày xong ở nhà có cái xác ông cụ lên bàn thờ đó, thằng có bất hiếu, để tao nói cho tụi bé nghe cái sự bất hiếu của thằng Ngọc Sơn, thằng chó để anh ba ở đâu, bị nghiệp nó quật, làm con gì mà bất hiếu lên mở cái phòng chửi mắt cô gái người ta bệnh tật, xúc phạm một ấn với một nạn nhân của mình, một đối phương nói chuyện tình yêu, mày có thể mày không yêu tao, mày có thể ngồi bao thoát cùng với tao đầm trồng đầm cha, nhưng mày cũng phải vừa vừa thôi chứ, mày để chữa cho người ta một con đường sống, người ta sống thì mẹ con mày mới sống, mày triệt mẹ đó triệt cha cái chị ba của người ta thì cái lấy đâu mày ăn cơm mà thằng khốn nạn thằng súc vật thằng cầm tú đội đất người kia hả mày, thằng vẽ rách thèn hạ vô sĩ mày và Ngọc Sơn mày hả, tao chửi cha mắt mẹ mày mang tiếng ác đụng chạm tới bà cụ bà Kim Loan là cũng vì mày, tao đụng chạm bà cụ là vì mày, tao đụng chạm thằng Quý Ngọc nó thù tao cũng vì mày, cái báo phóc thu tao cũng vì mày, tao mất sạch tiền trong nhà cũng vì mày, tao mang tay mang tiếc cũng vì mày, tổ cha mày mày ngồi để mày trả tiếng quát, nhược gì cay đắng tao hy sinh cho mày, tao không cần mày cảm ơn mày, mày nên người là tao mừng, thà mày lấy một con vợ cho đàng hoàng, mày nên thân cho cha mẹ mày nhờ, cho dòng họ mày nhờ là tao mừng ở bên mày, còn đằng này mày chặt ra người ra thú, mày đực không ra đực, mày cái không ra cái,
Mày bốc mà chẳng phải bốc, mà mày đàng hoàng cũng ra đàng hoàng. Mày tu cũng chẳng phải tu, mà mày ở vậy cũng không hẳn ở vậy. Mày lấy vợ thì mày không lấy. Tao ngồi tao làm chỉ ba cho mày, mày ôm hết con này tụi con kia để mày chọc tức, mày làm nhục, làm quê, làm mất mặt tao. Một thần mất dạy không ơn không kêu. Thời gian mày ôm con bác Ngọc ở trong nhà, tao ra tiền về Việt Nam, tao đưa cho mẹ mày, tao còn phải cẩn thận đi mượn nợ để tao để có người chứng. Hôm nay tao lôi ra tao trị mẹ con mày. Mà cái cả cái sự nghiệp của mày, cả cái quần chúng internet tới vô showbiz là một tay tao cho mày chứ. Con gái mẹ mày chứ mày ở đâu ra mày mày giá chỉ tay cho thằng Quý Ngọc và cái bao thoát giáp hồn với tao hả thằng trời đất thánh đâm kia mày hả? Mày tu mày không lấy vợ, mày không lấy vợ đâu ra mày có mối tình với tao mà mày bỏ tao hả thằng khốn nạn. Mà mày chứ ăn rồi tốt đại với con đĩ mẹ mày hả, chứ thằng chó đẻ thằng con chó mày nuôi lên cái bao thoát gạt người tao hoài vậy hả? Mày gạt lừa cả đời chưa đủ nhục mà bây giờ gạt tiếp nè hả hả. Mà cái tình yêu gì mà vô trách nhiệm, không nói chuyện tiền bạc là trách nhiệm đối xử với nhau. Một ly nước, một tách trà hay một sự chào hỏi. Ngồi cái bao tót mẹ con mày chỉ biết kiếm tiền quà, tiền Diệp Kiều chung chi, tiền quà đánh những tung hố vạn tuế, những bợ nình. Rồi nói anh khó xử, anh yêu em mà anh khó xử. Mày là cái thằng tham lam ích kỷ độc ác, mày chỉ có yêu bản thân mày, chứ mày yêu ai? Mày lợi dụng từ con học trò, từ con đồng nghiệp à, cái con mà ca sĩ Du Quỳnh, mày lợi dụng cả mẹ ruột mày lên truyền thông, cả người yêu của mày là tao lên truyền thông. Cuối cùng mày ngồi mày ở giữa mày làm cha làm trùm, mà trùm tào lao không à. Phải chỉ trùm cho đàng hoàng, cho làm trùm bao tốt thành cái thằng tào lao. Mở cái phòng thì đem toàn là cái dân gì đâu, rồi đòi làm gài cái ca sĩ, nghệ sĩ vô trong bao thoát sướng không. Viết nhạc đó thì nhạc sớt lòng ngay, nhạc rap, nhạc Mỹ đen sướng không. Nhạc Việt Nam ở lòng tiếng Anh văn thì giá trị nghệ thuật ở đâu mà ngôi sao hả? Không bằng cái lũ đích, không bằng cái bốc chân nhạc của Ngọc Phụng người ta nó không biết mắc cỡ. Mà cả một lũ nhục nhã bợ đích tân bốc, không một ai quản thúc chỉ dạy la rầy cho Ngọc Sơn đơn người góp ý xây dựng. Làm mẹ trong nhà làm không lãi tàn con mít, nhờ tôi thay mặt ra trị. Chửi thằng anh ba, chửi thằng mất dạy Ngọc Sơn là do bà Kim Loan nhờ tôi đó, chứ phải tự nhiên mà tôi ngồi rầy đâu. Chửi đâu, chửi bà là do bà muốn tôi chửi đó, để giáo dục đó, chứ không phải tự nhiên đâu. Vậy chính bà nói với tôi ngày xưa, mẹ không làm sai thì làm sao con gái mà la rầy chửi mẹ được. Bà làm gì mà cái người mà lúc nào cũng mà chọt bà với tôi được. Mẹ của Ngọc Sơn đích thân nhận tiền của tôi lo cho Ngọc Sơn, để tạo mối quan hệ, để gả Ngọc Sơn cho tôi, để muốn tôi vô nhà làm vợ làm dâu. Nhưng Ngọc Sơn bất hiếu không chịu lấy vợ, một ngồi bao thoát, một ngồi online, làm vua cái bao thoát, làm trò quyền lực. Ăn rồi ham chơi hư hồng, không biết thiếu thảo với cha mẹ. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn nhìn nhục ở đây. Tôi người thân mang bệnh tật, nghèo hai bàn tay trắng. Tôi thấy Ngọc Sơn là một người sai, nhưng mà tôi biết Ngọc Sơn không có kinh nghiệm cuộc sống nên tôi tha. Tại tôi đàn ông quân tử, tôi không chấp làm gì. Vì thực tế tôi không có nhu cầu lập gia đình nên tôi không làm khó Ngọc Sơn. Nên tôi thông cảm cho bà cụ. Bà cụ nhận quà nhận tiền của tôi gửi về, tôi không nợ làm cho bà buồn lòng, vì bà là người lớn. Có sai có đúng cũng là cha mẹ của Ngọc Sơn cũng như cha mẹ của tôi. Tôi cư xử như bác nước đầy. Mỗi lần thằng Quý Ngọc mà về Việt Nam hay cái đát báo tốt về là mẹ con trở mặt bắt đầu ra vẻ ta đây với tôi. Làm vậy để làm gì vậy? Mà sĩ diện tôn nghiêm của Ngọc Sơn là thông qua chị Ba Ba Chung. Tôi cho Ngọc Sơn vinh quang, tôi cho Ngọc Sơn tỏa sáng bên cạnh tôi. Thời thế tất cả của tôi. Khi hoạn nạn mới biết chân tình, thì có khó khăn nhất không bao giờ còn cái mặt Ngọc Sơn và bà Kim Loan. Còn khi họ dính quá phú quý, họ cho tất cả học trò, con nuôi, em nuôi và cái đám chơi bao thoát hay thằng Quý Ngọc về, chụp hình quét phim tất cả dính quang. Những ca ngợi tung hô, những bạc tiền, những mà kiểu bằng danh dự nhất. Còn sự cay đắng chỉ là tôi ở đây. Tôi là người ra công sức, ra công quả. Tôi là người dùng tâm linh của tôi để tôi cứu Ngọc Sơn. Chứ bà Kim Loan nào mà lo cho Ngọc Sơn. Khi Ngọc Sơn bị lật xe ngày xưa, còn nhớ mở các phòng ngay nó cũng chửi tôi trên cái internet này, thì cái đức ở đâu mà cái tài ở đâu? Mở các phòng có khi nào về sản phẩm nhạc của Ngọc Sơn hay số không? Hay là chỉ lợi dụng chửi quá chửi lại, ngồi tụ tập hoang đàn ăn chơi, tình dục thác loạn, những cái trò mà đời không có chấp nhận, quần chúng không chấp nhận, luật pháp không chấp nhận, chấp nhận và nhiều người kiếu oan.
rồi đốc rút bao nhiêu lần thất bại, mà giờ lặp đi lặp lại một cái loại sai đoạn đó thôi. Tôi đích đâu tôi gầy dựng cho lại uy tín chỗ ngồi, tôi đích đâu tôi nhịn nhục, tôi hạ mình xuống, tôi nhục nhã cay đắng. Có người con gái nào mà làm được với tôi không? Đốt đuốc soi đèn cả thế gian này, những đại gia, những người đàn ông trên thế gian này, có ai mà gặp được một người phụ nữ nào mà như tôi không? Nói về những gì mà tôi làm cho mẹ con Ngọc Sơn, họ lấy tư cách gì họ dám đụng tới tôi? Nếu tôi không đem ra tôi nói ngày hôm nay thì Ngọc Sơn đắp chìm trong những sự hư hỏng, những sự mà kêu bằng người ta bưng bít giải hư, dẫn dắt Ngọc Sơn tầm bẫy rồi ngồi tù. Ngọc Sơn ngồi tù thì của cái tiền bạc ai sẽ vào lấy hết tất cả vào tay ai? Khi bà lo không còn của cải, bà lo chửi ở đây là giữ cho mẹ cho con của họ, chửi ở đây để cho nên nhà nên cửa, chửi ở đây để cho Ngọc Sơn đừng ngồi tù, chửi ở đây cho họ biết họ ở đâu, làm ở Bắc Quán mà không có ra mặt ngồi ở bên Việt Nam, điều kiện chỉ ai nắm gót thể hiện quyền lực của một thằng anh ba. Mày không thể hiện thì nó giáp đụng tới tao hả? Hả? Nó đi cái đích của mày ở trong bao thoát. Năm xưa để cái ở quay bếp tôi yêu bằng năng tiếng để cái làm nhục tao, rồi kêu bằng năng tiếng lên cầm cái bích cha đạp, xí nhục, cười nhạo, làm cho tao tức để mà chết trên giường bệnh ối máu chứ. Cô bằng năng tiếng cầm cái bích tao làm cho mày chết, mày học máu trên giường bệnh. Rồi bây giờ mày để thằng Quý Ngọc vô để cho tao học máu trên giường bệnh, nó học hả Ngọc Sơn? Mày trả thù gì tao về Ngọc Sơn? Hả? Mày yêu tao trong 15 năm, mày không nên thân. Tao là người yêu của mày. Câu chuyện tình của tao với mày cả thiên hạ mù quáng ngu si hồ đồ, mà chỉ có tao biết, mày biết, mẹ mày biết, anh cả người mai tao và mày biết, và thằng Quý Ngọc biết. Tao là người yêu thật của mày, chứ tao không phải trò chơi của mày. Tao là con dâu của cha mẹ mày coi mắt tao cho mày, chứ tao không phải yêu mày một mình như người ta tưởng. Tao là người yêu của mày, chứ tao không phải cái con mà đi ăn mày mày tình cảm hồi xưa giờ như người ta tưởng, hay là thằng Quý Ngọc đó tưởng. Tao là con dâu đích thân mẹ mày coi mắt tao cho mày, giao thiệp với tao, chứ tao không phải là cái con mà đi qua đường mấy con đàn bà của mày chết truyền thông bằng cái hình ảnh tào lao của mày. Ủa mẹ mày, đừng gọi anh Honey, đừng gọi anh á, người yêu, đừng gọi tên anh, thì mày kêu không gọi tên anh thì kêu bằng mày, chứ gọi cái đéo gì hả mày? Hả? Mày vô trong cái bao tóc mày ngồi với cái đát đụ mẹ đéo bà tao, thì tao đụ mẹ vào mày, tao đụ mẹ vào bàn thờ má mày là phải rồi, mẹ mày là đúng rồi. Hãy mà mày dạy cho thằng chó đẻ Quý Ngọc mà đụng tới tao, bao tóc đụng mày thì cứ vậy mà chơi, chơi tới đi. Cứ hãy mà nó kêu tao con đĩ trong bao tóc là tao kêu bà già mày, tao kêu mẹ mày con đĩ, thì tao gọi đĩ mẹ đúng rồi. Thì mẹ lo mẹ của tao thì đĩ tao giác vô là đĩ mẹ. Đúng rồi, tao chơi chữ rất sòng phẳng mà. Xong chơi mà xong nhục rồi xót kênh. Xót kênh làm đét đủ má ngon rồi ra mặt, vô đúp lét vô chọt đắm. Nằm cái hống hớt trên này cái report để dẹp kênh của tôi mất dạy. Mà kênh là cho mấy, cho mày đó thằng khốn nạn, thằng nó ngục, thằng con bò, cho mẹ con mày ăn. Mà có nói cái gì sai đâu. Mấy năm xưa là tại sao chửi sầm trên đây là chẳng qua là mượn bà la rầy, mà cái mục tiêu là không cho xuất hiện trong online để giữ an ninh thanh bàn tài sản. Dát cái mặt vô con bò ngồi đó bệnh ngôi sao. Hết kẻ này người kia nó tân bốc nó dụ, nó gài cho mở cái phòng. Gài xong là ăn đâu không thấy, tiếng đâu không thấy, quyền lực đâu không thấy. Ngồi đó con đít trẻ con ảo là nó đưa vô trong khám chí hòa, nó đưa vô đông, tiền đã bị ngồi tù. Thấy con siêu Phương Hằng đâu có 11 cái livestream thôi, chỉ gọi ra tên một đám thôi để bà kêu bằng á, sao kê tiền làm từ thiện. Mà bây giờ ngồi kia mà nhốt 2 năm chưa ra, ở nhà thì sung sướng nhợn nhơ rồi, muốn vô ngồi tù mà gỡ lịch à, rảnh quá vậy, không có gì làm à. Tiền dư quá để đốc cho công an, hồi xưa đốc 1 tỷ là giờ muốn đốc tiếp à. Mười mấy năm chưa về trước 1 tỷ chứ bây giờ là hình như không rẻ đâu. Nhà thì không còn tiền ăn rồi, tối ngày 3 cái game show tổ chức rồi để ảo rồi tự tấn bốc nhau lên làm điên làm khùng giả tạo. Ngọc Sơn nào mà có thời thật là toàn là bên cạnh tôi chứ đâu nhờ tôi mà giúp cho bà cũ, giúp cho Ngọc Sơn chứ đâu. Bà bị rầy, bà bị chửi đâu có oan đâu. Bà lớn dọc bà ra vẻ mừng sinh nhật đó, nó về nó lũi vô, nó nhào đầu vô cái sinh nhật của bà là cái giọng bà khác. Chứ bình thường bà nói chuyện với tôi hay thằng con bà đâu có giác.
mà hãy có cái thằng khốn nạn kia, cái đám Việt Kiều về là bắt đầu trở mặt trở quẹ miệng mồm đĩ miệng, thì đĩ miệng mới bị người ta chửi, và tưởng người ta nằm ở bên Mỹ thì người ta điên à, để cho mẹ cô bà làm cái trò hề vậy, làm trò hề mà không biết mình làm trò hề. Ai cấm Ngọc Sơn mở phòng hả? Ai cấm Ngọc Sơn làm cha làm trùm làm vua? Ai cấm mẹ con của Ngọc Sơn hút khách hay kiếm tiền Việt Kiều, kiếm danh và kiếm quà kiếm bách? Ai cấm mà đồ ngu ăn rồi dính vào cái đất bao thoát mà đám bất khổ đám, nó không có nghĩa tình mà đụng đầu vô để làm gì, đó là cái nghiệp. Làm gì mà phải chết đói như vậy, ở đâu còn có đó từ từ chứ. Nhà bộ đang ở ngoài đường cầm hộp lon à, đâu có đâu, đâu đến mức độ vậy. Có vậy chứ cũng có chết cơm ăn mà, đâu phải như tôi đang nằm đường thật sự đâu có nhà ở, hai ba chỗ ở mà đâu tới mức vậy. Đâu tới mức độ ra đường mà phải chết đói trong cái đám tiểu dân đám rác xã hội ở trên online để làm gì vậy? Tôi đã nói là để tôi về tới Việt Nam tôi làm cho, tôi đắp cho một cái lái cho tôi làm cho một cái phòng. Năm xưa tôi làm không chịu, đọc 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 lớp lên chết con tới mẹ không coi tôi ra gì. Rồi bây giờ tôi để cái chương trình đã 15 năm tôi sợ phá riết nữa, đụng một cách là report mất kênh mất tiêu luôn. Mày thể hiện cái gì với tao vậy hả? Tao mất kênh rồi thì mày được cái gì bên kia vậy hả Ngọc Sơn mày hả mày? Hả mày? Hả? Mày trả thù gì vậy? Hả? Tao làm gì mà tới mức độ mày với mẹ mày trả thù tao? Mày sử dụng cái bao tóc, mày sử dụng thằng Quý Ngọc, mày sử dụng đám súc sanh đụng tới tao hoài vậy? Hả? Mày thì không ra mặt đâu, mày nó đằng sau lưng không à? Mày không cho nó vào trong máy, mày mà không xài chung nick, chung máy, chung email, sao nó đọc được email của tao với mày hả mày? Hả? Mày không cho phép mày nó dắt vào máy, mày nó lộng hành, nó dùng nick của mày để đụng tới tao hả? Dùng mát mà dùng email của mày hả? Hả? Còn giác kêu mấy thằng công an hù tao trận tao này kia tới Việt Nam. Năm xưa kêu một đội công an gần 20 thằng để bắt tao tội chính trị gài tao. Nó bỏ tù mày, mẹ con mày bị á, không ra cái gì bị người ta hại bỏ tù. Tao là người đích thân của mẹ con mày. Rồi mẹ con mày quét ngược lại, mẹ con mày nắm tay binh vực nó để nó ngồi ở Việt Nam. Nó đến nhà mẹ con mày xỏ lá tao để chọc tức chọc quê tao. Mày là đồ thật là độc ác. Mày coi YouTube mày biết tao bệnh tim mà. Mày nghe tao chia sẻ mấy năm nay tim tao có thể ngừng đập chết bất kỳ lúc nào. Tao sống với 18 con ốc y học mày vẫn tan vẫn độc ác. Mày vẫn ở đằng sau lưng mày cố tên mày giải thằng Quý Ngọc mày sử dụng nó. Mày với nó tố đập hai thằng mày vô trong cái bao thuốc ăn rơ nhau. Mày đừng nói mày không biết gì ra Ngọc Sơn. Mày rất lưu manh, mày rất điếc và rất độc ác. Mà tao làm gì tới mức độ mà mày thù tao như vậy? Tao lên tao rầy mẹ con mày là mày ôm con. Con ca sĩ Du Quỳnh, mày ôm luôn cả con học trò cho tao coi mày bận áo cưới. Rồi mày kêu thằng Quý Ngọc gọi vô nhà tao trước khi mà mày tung ra cái thị trường cái áo cưới với con học trò của mày. Để bí mặt tao hai thằng mày. Ngồi rình rạch là đánh vào sập hết các kênh của tao để cho hai thằng mày dắt tay nhau ra vẽ là cái gì với tao vậy? Chiến thắng cái gì vậy? Hả? Hai thằng mày sân si một cái bao tốt làm không lại người ta. Tao giúp hai thằng mày tao làm cái chị ba này. Tao chưa bao giờ làm cái gì đụng chạm hai thằng mày á. Chỉ có hai thằng mày ăn rồi tối ngày sân si kiếm chuyện với tao, kiếm chuyện cái bao thóc mày thể hiện cái gì vậy? Hả? Thể hiện một cách hèn hạ bận tiểu đi kiếm chuyện, ăn hiếp, đi lợi dụng một con đàn bà làm cái công cụ cho hai thằng mày trả thù vào tao, mày có nhục không? Mày ở Việt Nam mẹ của mày đó, mày không dạy, mày dạy ai? Mày không dạy thằng Quý Ngọc, mày dạy ai trên cái bao thóc mà mày lên mình lấy cái bao thóc mày dạy tao? Thằng khốn nạn Ngọc Sơn, thằng chó đẻ kia, thằng tồi tệ. Hả mày? Mày quen gái thì gái mày bỏ, gái của mày bỏ mày từng con một. Chỉ có tao tội nghiệp mày mà dớt mày lên cho chị ba này chị ba kia. Thậm chí gì mày mà tụt cái quần đưa cả cái bộ phận sinh lý lên để cho người cả thiên hạ thấy cho mẹ con mày được danh dự để gỡ gạt cứu cho mẹ con mày. Tao làm từng chuyện một có con đàn bà đồng giác dắt dạch cái bộ phận sinh dục lên để bà lên cho mày được danh dự không hả? Có con đàn bà nào mày lấy tiền bệnh tật mày dắt đập ông heo ra để tới Việt Nam cho mẹ con chó chết mày được gặp không hả? Cái thứ mày bị cấm không được vô Mỹ không hả? Có con đàn bà nào mà nằm ăn cháo mà không dám bỏ thịt, ăn cơm mà không dám bỏ thịt với tao để hy sinh cho mẹ con mày, cho cả cái cộng đồng trang mạng cho mày làm cha làm chồng không hả Ngọc Sơn hả? Nhưng con đàn bà của mày có con nào làm được như mày, kể cả con đĩ mẹ con gái mẹ mà có làm gì cho mày giờ chưa? Hay là chỉ ăn bột ăn rút của mày là lên bàn thờ được người ta ca tụng Bồ Tát hả mày? Từ xưa giờ tao mới là Bồ Tát, mày mới là Bồ Tát, chứ con đĩ mẹ mày làm gì mà Bồ Tát? Nói mà không biết nhục hả mày? Ủa mẹ, người lớn thì để cho người ta nể.
Hãy mà mỗi lần cái thằng trời đất, thằng khốn nạn, cái thằng chó cắn chủ tiểu dân cái gì, lết cái mặt vô nhà là mẹ con mày chở quẹt, là cắn vô mặt tao à. Là bắt đầu phay phay cái mặt lên khốn kiếp à. Tao là người nhiều năm không ưa ba cái trò mất dạy tại bao thúc. Mày ngồi bên kia mày biết mà. Sao mày giận lòng hay mày giận để đó. Nó tát vô mặt tao những cái lời mất dạy với giá thằng khốn nạn. Nó đi cái đất Ngọc Sơn mày phải chịu trách nhiệm mày chứ ai. Hai thằng khốn nào mày ngồi chung với nó chứ ai. Mấy con chó của mày và mấy con đĩ của mày chứ ai hả Ngọc Sơn. Mày muốn kiếp cơm cái bao thoát mà mày vô mày tát vô mặt tao thì cơm đâu mày ăn. Hai thằng mất dạy. Ngồi làm điên làm cùng kêu tao con khùng này con khùng kia. Mà quyết cái bao thoát. Đường dây internet ăn mày tao 20 năm từ các trang mạng xã hội. Cái nhà mẹ con mày á cũng ngửa tay lấy tiền con khùng này nè. Kể cả thằng khốn nạn quý tộc cũng ăn tiền con khùng này nè. Có nhục không mày chia nhau với nó đó. Mẹ con mày đó có nhục không? Mẹ con mày nhục bao nhiêu năm ăn biết bao nhiêu tiền của cái dân bao thoát và của tao chứ của ai. Tao cho mẹ con mày, tao cho thằng quý tộc với mẹ con mày đâu ra mà ăn được cơm bao thoát vậy. Ăn được tiền gì kiểu tại bao thoát dễ dàng vậy. Hả? Tao quỳ trước cái nhà 10A của mày đó, tao chờ chỉ có một ngày nay thôi. Tao làm gì tao cũng có cái sự thông minh. Tao không bao giờ làm gì mà trật. Chẳng qua là cái đáng tiếc bánh xe thời gian rồi. Tao là người yêu của mày chứ không phải tao yêu mày một mình. Mà từ xưa giờ tao thử coi từ thằng từng con nó làm cái gì tao. Giận mặt. Thấy tôi hiền, tôi không có nhu cầu lập gia đình. Thân mang bệnh tật có một nhịp tim có thể ngừng đập qua đời bất kỳ lúc nào. Mặt thì không may mất chất xương, bị lão hóa sớm. Sống với 18 con ốc y học rất buồn, rất đau lòng, tổn thương không làm ra tiền. Đàn bà có tự trọng, con gái có liêm sĩ, tự trọng có cái giá trị riêng. Nên không muốn làm gánh nặng của nợ cho Ngọc Sơn. Nên bao năm qua tạo điều kiện cơ hội cho mẹ con mày đi cưới dâu, cưới vợ. Có người đàn bà nào quân tử với tao không? Nhưng bề ngoài tao giận binh vực bảo vệ lấp liếm cho mẹ con mày. Mỗi lần mà ai đụng tới mẹ con mày là tao luôn lấy cái chị ba của tao để bảo vệ mày. Còn mày ngồi mày khốn nạn mày bảo vệ cái đám cầm thú, đám chó, đám đì của mày để tấn công, để mà xúc phạm tao là sao? Để mất đi cái hình tượng chị ba của mày. Trong cái đó chị ba này là cho mẹ, cho con mày, cho hai đứa mày ăn ngập mặt rồi chàng không mà dên cái mặt lên làm thái hậu với gái mẹ, với thằng cha, với thằng chồng, với thằng vua. Mà vua tào lao, vua mà vua ảo, vua trên không khí, thái hậu với gái mẹ trên không khí. Người ta coi mình không ra gì hết, sống không thực tế. Thấy mà tội nghiệp và thương xót. Tao thấy mẹ con mày mà tao tội nghiệp làm cái trò hề cho cuộc đời này. Mà xót xa. Bởi vì tha tao là một người lớn mà tao quá thông minh hơn người một cái đầu. Vì thông minh sâu sắc nên mới hôm nay mới dứt chịu làm cái chị ba. Mà kêu bằng có tiếng không có biết để ăn được cái gì. Hả? Tao giữ cái chị ba 15 năm chứ có con đàn bà nào mà chấp nhận để một thằng đàn ông mất dạy. Mày ăn rồi mày giỡn nhớ cái mặt người ta bị xúc phạm không ạ? À? Mày thì không ra mặt mà mẹ con mày chỉ tay. Mẹ con mày đằng sau lưng để mà điều khiển thằng chó đẻ Quý Ngọc. Mày không điều khiển nó dám không hả Ngọc Sơn? Tao còn lạ gì mày nói tao đẻ mày ra mẹ mày ra mà. Hai mẹ con chó chết của mày. Mày làm gì mà bị tao mà chửi hoang bên Mỹ tao hả mày? Hả mày? Thì không gọi ha đi, không nhắc tên anh thì kêu mày 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 chứ kêu gì? Hả? Hả mày? Không gọi tên mày thì kêu gì? Kêu gì? Gọi tên của mày đặt là không cho gọi. Vô bao tót mà rình rập mà con nào mà đụng tới tao là bắt đầu ngồi bỡ đít. Thấy em bằng lanh tiếc năm xưa. Quen với Ngọc Sơn cái gì rồi ghen tuôn với tôi nhảy ra. Hồi đó nói kêu bằng lanh tiếc về rồi đẻ cho Ngọc Sơn 10 năm về trước. Rồi có về chưa, có lấy chưa, có đẻ ông. Gà người ta về Việt Nam nghe đâu chê người ta xấu để kêu bỏ người ta đấu thèm. Đâu có quen với người ta đâu. Lấy người ta làm trò chơi sử dụng bằng lần tiếp đấm thọt. Dùng bằng lần tiếp xúi dục chửi mắt làm nhục tôi đủ thứ. Làm nhục chọc tức chọc quê tôi làm mất đi cái hình tượng chỗ đứng tạo này. Mà bên trong tôi không hề quen Ngọc Sơn nào trơn. Ngồi xí dục chú cháu bằng được trên giường bệnh lúc tôi ói từng bùm mát nó độc ác như vậy vô cảm. Hai thằng dắt tay nhau vào cái rung. Mặt nhiếc tôi ngay đêm sáng tối. Hai thằng trơ trẽn nhất là cái thằng anh ba Ngọc Sơn mày đó. Mày độc ác, mày vô cảm, mày trơ trẽn. Tao thấy mày tội lỗi như vậy tao ghé tao giáo dục tao cho mẹ con mày một cái cơ hội để sám hối, để biết gặp tao mà sửa sai. Chẳng những không biết sửa sai, mày to đập những cái đám bóng đó mày ghinh ngang trong cái tiệc tùng của mày. Thằng mất dạy để từ tao tao kể cho quần chúng, cho con đuôi người nhà học trò của mày nghe. Tao kể cho bác chú bên nội bên dì của mày nè.
trước bàn thờ của bà Phan Thị Kim Loan đó, bà mẹ Loan đó. Bà bị chửi thì con bị oan, nhưng mà bà cũng vì thằng con mà tội nghiệp bà mới bị tôi đem ra. Không tệ bà mẹ làm sao giáo dục thằng con. Hả? Mày không dạy cho thằng Quý Ngọc để giác mất dạy với tao hả? Hai thằng mày rồi đi vô trong cái email của tao, còn bà đặt lấy hình cái bộ phận sinh dục của tao để bỏ vào trong cái website mới ghê. Rồi làm được gì nhau hả? Hả? Tao mà dắt tụt cái quần tao chửi cả thiên hạ thì tao có sợ thiên hạ thâu tao lại chụp hay không? Đồ hèn đồ chứ, đồ nhục. Là một người của công chúng nhiều năm, là người nổi tiếng, đương nhiên người nổi tiếng mà có người yêu mà nổi tiếng ca nhạc sĩ là sẽ bị ganh tị đánh phá đủ điều. Tao một mình tao chống chọi tất cả 15 năm tuổi xuân, 20 năm cái đám chó tao nuôi tại bao thôi. Giờ phút này tao tự hào, tao tự hào vỗ ngực xưng tên cái bao thuốc vẫn là địa bàn của tao, thiên hạ bầu trời internet vẫn là của tao, Ngọc Sơn vẫn là honey người yêu của tao, chứ không phải của con nào hết. Còn bà Kim Loan của vậy, khi bà còn sống trên hiện tiền, một tiếng dạ một tiếng thưa, bà rồi bà chẳng biết gì tới tôi và Ngọc Sơn. Bà có coi Ngọc Sơn ra cái gì không? Bà bị tôi chửi là tôi chửi cho Ngọc Sơn, cho gia đình Ngọc Sơn, chứ đâu phải cho tôi đâu. Mà lấy tôi ra mà mình làm ơn bắt quát, mà dám động tới tôi. Ngoài cái tình mẹ con bà với Ngọc Sơn, Ngọc Sơn còn là người của công chúng, bà đâu có được quyền giữ qua mặt Ngọc Sơn. Bà ăn bà sống của Ngọc Sơn nuôi bà. Bao nhiêu năm qua tôi trị cái báo thuốc, tôi dẹp cái báo thuốc cho thằng Quý Ngọc hết hồn láo. Tới bây giờ tôi dẹp luôn cái chị ba showbiz này, coi còn dám hồn láo với tôi không? Mấy năm nay bà ngồi trên cái xin lỗi là bà trên cái video hồi mấy năm trước thì đúng hơn, bà giải Ngọc Sơn ngồi trên online cung phụng cho bà. Bà ngồi bà giải Ngọc Sơn lừa gạt người ta, nói là do người ta thương hại tội nghiệp tình cảm, bà lo cho Ngọc Sơn, không có ai quan tâm, không ai lo. Bà lấy của tôi 2.500.000 đô tiền mặt mà không ai lo cho Ngọc Sơn. Tôi cho cái bàn tiệc về Việt Nam mà không ai lo. Tôi đặt bánh kem mấy lần, tôi mở phòng báo tốt, tôi bút giá 2 lần tới Việt Nam. Tôi làm cái chỉ ba 15 năm tuổi xuân của tôi mà không ai lo cho Ngọc Sơn. Người lớn gì mà bà đi giải con, bà gian dối gạt lừa quần chúng. Bà giải cho Ngọc Sơn ngóc đầu cũng lên để hại Ngọc Sơn. Bà làm mẹ như vậy, còn một cái thằng em út đệ tử gì, bạn bè gì, đồng nghiệp gì mà lên tối ngày suối Ngọc Sơn mở phòng giang hồ. Mà cái phòng giang hồ ra không có về sản phẩm nhạc của Ngọc Sơn, mà toàn là chơi gái, chơi đĩ với chửi thề, văn tục game gú, xúc phạm người này, hãm hại người kia, làm nhục người nó, mã lụy người khác, tụ tập dân chống cộng và đú cánh thành phần ra xã hội. Còn tổ chức mà cho chơi mà lô tô này kia, tặng nít rồi cho chơi lô tô, tặng nít xong giật luôn, không có chung nít màu cho người ta lừa đảo, lên ngay mặt người ta luôn. Một cái rung của một ca nhạc sĩ lôi tôi qua làm chị ba giùm. Tôi làm chị ba giùm thì ở ngoài đời không nhận, mà hai thằng thì nhận tại bao thuốc. Chị ba, nghĩa đúng chị có chị ba vô giúp anh ba. Còn một thằng em yêu của anh, còn một bà thì con gái của mẹ, con dâu của mẹ. Mà con dâu gì, con gái gì, con dâu gì mà về Việt Nam chỉ cho thằng Quý Ngọc ra gặp, chứ không chỉ Ngọc Sơn ra gặp. Tiền thì nhận mà con trai thì không để người ta gặp. Vậy bà có phải là lừa đảo không? Bà gạt người, bà hại người không? Tôi không nói với tôi, còn bao nhiêu cô gái bà làm cái trò điếm đó. Bà tưởng người ta ngu à? Bà giải Ngọc Sơn như vậy, tội nghiệp cho Ngọc Sơn có một người mẹ với bà. Bà chỉ tay năm ngón bà phát lệnh ra, bà ra vẽ tới đây bà quyền lực trong nhà. Bà sống nhờ Ngọc Sơn mà bà biết Ngọc Sơn ở đâu. Giải một thằng con ngốc đầu không lên gần 50 tuổi như đứa con nít vậy, không biết đúng biết sai, không biết mình ở đâu, không biết đi về đâu, ngồi đâu, khóc đó cầm đi rượu buồn, đụng ai cũng ăn hiếp, đụng ai cũng trên đầu, đụng ai cũng cũng hãm hại Ngọc Sơn, tội nghiệp như vậy. Tôi nằm đây tôi thấy tất cả đó, tôi như một người mẹ của Ngọc Sơn thứ hai. Chứ giữa bà cụ với tôi mà sống ích kỷ thấp hèn, tôi chẳng có mất lòng bà cái gì. Nếu tôi là một người sống ích kỷ, tôi chẳng có gì giải gì, tôi chẳng có gì đụng chạm thằng Quý Ngọc người ta, vì nó là một cái thằng kinh doanh lợi dụng Ngọc Sơn, còn tôi chẳng có gì qua lại với nó. Nhưng mà vì cái tương lai sự nghiệp, vì cái chữ nhân, vì một thằng Ngọc Sơn tội nghiệp. Rồi rồi để rồi mày được cái gì lại cho tao hả Ngọc Sơn? 15 năm già tao làm chị ba hả mày? Tao cho mày vinh quang vô cái bao tốt ai cũng tôn trọng từ xa. Hãy gặp chị ba là chào thằng anh ba từ xa,
là hỏi thăm anh ba chị ba là cái gì của mày. Anh ba chị ba, con mày, mày giải thăm quý không, mày giải đắp đĩ đắp mồi rồi mày giải cả mẹ mày mất dạy với tao luôn. Mẹ mày không có mày nó dám không, con bị cái nó dám không, mà con mồi rợ đó nó dám không, hả mày. Ủa mẹ giao thiệp với anh ba thì mới tới mẹ lon chứ mẹ lon ở đâu ra, bà là ai mà cần giao thiệp. Tao có bao giờ tao có nhu cầu lấy chồng hay có người yêu nào từ xưa giờ đồ bá xạo vậy hả? Ai gả đâu mà bỏ, ai quen đâu mà cưới trong mười mấy năm qua. Tình cảm thì phải do cái lòng thành, tôn trọng người khác thì người ta tôn trọng mình. Trong cái hoàn cảnh nào cũng phải có thể giải quyết cả hai bên. Anh lớn tuổi theo thời gian anh nên nhìn ra cái sai anh lầm lẫn, anh không có kinh nghiệm sống như em. Anh không thông minh sâu sắc như trái táo tôm, anh đã biết sai. Anh nhận cái lỗi của anh là anh sơ ý. Anh không biết cư xử ở trong nhà, anh không biết quản thúc mẹ anh và Quý Ngọc để đụng chạm tới vào quần chúng, anh dạy bậy, anh sai. Năm xưa anh lục đục với bạn cũ của anh không nên để em buồn lòng. Em nằm trên giường bệnh, anh đã sai lầm thiếu sót với trái táo thơm. Anh hãy nói một câu xin lỗi tôi trước công chúng. Anh đã trả lại cái vị trí của tôi, người yêu của anh 15 năm nay giữa chúng ta. Anh tôn trọng tôi thì tự nhiên tôi tôn trọng lại anh. Anh không muốn tôi đụng tới bà cụ mẹ quá thì anh đừng giải thằng Quý Ngọc, anh giải cái bóng thốt núp vào cái bóng của anh. Rồi anh nhảy động lên, anh là nạn nhân của tôi. Anh và nó muốn tôi nhắc tên chửi rồi á, anh và nó là nạn nhân của tôi. Tôi và anh giao thiệp với nhau 15 năm, tình bạn, tình người, tình dân tộc hay tình yêu là trái tóc thơm với Ngọc Sơn. Chứ tôi không giao thiệp với mấy con chó và những con đĩ rẻ tiền của anh. Tôi giao thiệp với mẹ Kim Loan của tôi. Tôi giao thiệp với bà cụ mẹ của Ngọc Sơn, ông cụ cha của Ngọc Sơn. Tôi giao thiệp với Ngọc Hải, Ngọc Hà, hai đứa em của tôi. Tôi giao thiệp với chị Hiền, chị của tôi, chị của Ngọc Sơn. Tôi giao thiệp Ngọc Sơn, chứ tôi không giao thiệp với cái đó. Đầu trâu mặt ngựa đã mất dạy tại bao thôi. Tôi có đúng sai hay anh có đúng sai là tôi với anh xử nhau. Tôi làm gì đúng hay sai để tôi và anh xử nhau, chứ không phải đắp chốt anh đắp đĩ của anh. Mẹ anh người lớn tôi còn nể mặt bà cụ. 15 năm qua tôi không nể cái bản mặt anh và bà cụ ở Việt Nam. Tội nghiệp tôi tình cảm thương người thông minh và tôi bỏ qua. Anh thử anh có chủ đức ngồi trong cái báo thoát tới showbiz bây giờ hả? Hả? Showbiz nào mà do một Ngọc Sơn anh cho ai? Nếu tôi không cho anh làm chị ba anh ba thì ở đâu ra? Nếu tôi không bước vô nhà anh hai lần bên cạnh tôi và ngồi cái báo thoát bên cạnh nhau, anh ở đâu ra? Anh từng nói với trái tổ thơm rằng anh hỏi tôi có tin về tâm linh không? Anh đương nhiên sống về tâm linh, vì tôi là người đàn bà, người phụ nữ, người yêu của anh trong một cái sự mà cái bằng tình cờ gặp nhau. Tôi là duyên tiền định của anh, tôi thừa biết, nhưng tôi còn không tự tin mình. Chưa bao giờ một trái táo thơm này mà đụng chạm phụ huynh của một ai. Tôi thương mẹ anh như bát nước đầy, tôi một tiếng mẹ, tiếng cha, một tiếng người lớn. Không thương bà thì tôi cứu anh, cứu bà để làm gì? Tôi dùng tiếng chửi để bảo vệ mẹ con anh. Anh ngồi ở Việt Nam, anh nói những cái sự gì vào tôi vậy? Anh than quán gì tôi? Anh trả thù vào tôi cái gì? Có bao giờ trái tổ thơm này 15 năm qua cần thèm vô cái mặt anh tôi yêu anh hồi nào? Hả? Từ cái mặt anh giác tới, rồi từ anh chia tay, rồi từ anh quay về, rồi từ những người xung quanh anh lấy tôi làm nạn nhân và anh làm nạn nhân, anh thừa biết mà. Hả Ngọc Sơn? Anh gặp tôi ở Việt Nam, tôi có bao giờ đụng tới mẹ anh không? Không hề. Tự mẹ anh đụng tới tôi. Tôi điện thoại về kiếm anh. Anh biết mẹ anh gài thằng Quý Ngọc vào không? Hả? Anh biết được bao nhiêu cái bà mẹ không ra gì quá tồi tệ không? Cho nhà cao cửa rộng, cho thời, cho thế lại, cho chỗ ngồi báo thuốc, cho đã, cho tới showbiz. Bà không biết là tôi giúp bà đằng sau lưng. Bà không biết là bà nệm ấm chăm êm là tôi một người đàn bà vô gia cư bệnh tật mà đi mượn nợ đi lo cho bà, cho con của bà còn không biết nữa. Có thể người đời người ta không dễ dàng bắt lỗi tôi, nhưng tôi cứu được thằng con, tôi cứu được cái gia đình của anh. 15 năm qua không có tôi, khi anh lật xe ngày xưa đó bề trên về tâm linh cát nát bét cái thay anh, thì mẹ anh lúc đó đó kẻ tóc bạc tỷ người tóc xanh, còn cái mạng anh ở đâu ra mà xối ca với đại ca ngày hôm nay hả? Hả? Ngồi mà tối ngày mở căn phòng giang hồ tối ngày mà cứ xúc phạm người này chống cộng, chửi người kia, chửi về đồn công an Việt Nam là ngồi tù một gông. Ngày nào cũng tụ tập để mà kêu bằng gây loạn thị trường xã hội an ninh, thì ngồi tù một gông thì bị tịch thu tài sản và đền bù thiệt hại, cứ mắng nhiếc hết danh dự người ta.
Nếu tôi nộp đơn lập vi bằng cho Việt Nam làm việc anh xúc phạm tôi qua những người xung quanh anh, mẹ anh, tiếp tay cho thằng Quỷ Ngọc Tây Bao Thốt xúc phạm tôi, báo cô gái xúc phạm làm nhục tôi, mà bên trong tôi không hề quen anh cái gì hết. Tôi toàn là làm từ thiện cho anh mượn tôi làm chị ba giùm. Anh thừa biết mà túi anh ngồi. Tôi ngồi với anh để nói chuyện tình yêu mà anh ở trên Bao Thốt. Anh có bao giờ nói với tôi là một người yêu không? Hay ngoài xã hội không? Dù là một cái tình bạn anh tôn trọng tôi cũng không có. Nếu anh tôn trọng tôi, anh không bao giờ xài chung nick, chung máy với thằng Ngọc và chung điện thoại với tôi. Tôi nhịn anh có mức độ ta Ngọc sợ. Đừng nói đặc biệt tại sao người ta mắng. Tôi chửi mẹ anh đâu có quan đâu. Nếu không muốn người ta đụng tới cha mẹ mình thì đừng có đụng tới cha mẹ người ta. Anh giải cái Bao Thốt chửi cha mắng mẹ tôi vậy, cha mẹ tôi không phải là cha mẹ của anh à. Anh giải thằng Quỷ Ngọc xúc phạm tôi vậy, không phải là anh thà là cái thằng không ra gì à. Hả? Nó núp vào anh, nó núp vào mẹ anh, rồi mẹ anh bên nó để gì? Để những cái đồng tiền mà đem về cho mẹ anh. Mà mẹ anh ngừng được cười một cái là nó móc bóp của anh, nó móc túi qua xong nó đem qua, nó quăng vô cái bản hồng của bà, cái xác của bà. Tôi sợ gì ai? Đem cả dòng họ Ngọc Sơn, anh luật sư có ra, đem luật pháp ra đây, đem học trò con nuôi ra đây, tôi giáo dục tôi một lần. Khi anh hoạn nạn tôi đâu có thấy cái mặt chó để học trò con nuôi nào của anh đâu. Dòng họ gia đình cô bác nội mợ ngoại gì của anh bên nội bên ngoại đâu. Bác đòi nọ cái người mà lên truyền thông bài đặt đại diện để mà thay mặt cha mẹ anh làm xuôi gia đi cưới vợ cho anh, ai mượn và ai rảnh vậy hả? Ủa chị ba, anh ba đâu cần đâu. Sau lúc hoạn nạn những cái bệnh rắc chưa lên đại thời thế đó, xong nhảy lên trên cái Bao Thốt người ta đánh Ngọc Sơn ngồi như con chó ngồi khóc từng ngày từng giờ, mở cái phòng mất khách đó không còn cái gì đó. Sau lúc mà lúc đó ông bác bà mợ cậu dượng cô gì gì đâu dòng họ đâu, tụi bay đâu hết vậy? Tụi bay lũ chó đẻ mày đâu hết, lũ bờ đít, lũ nình thần tặc tử sậu lồn vậy hả? Sậu hát sậu cắt mày đâu ra đủ má mày xứ nhục vậy? Tao chẳng thấy đứa nào hết. Đưa lên cái là tánh tánh cái mặt giận bà con đòi đại diện này rồi đòi quyền lực kia rồi đòi mày đặt cả trẻ cả chị tay lo cho thằng anh ba này kia đủ mà không có tài sản, có tiền bạc, không có bởi đích ăn mà ăn kêu bằng lợi dụng được không hả? Ăn bát chào coi có thay mặt bà cụ không, mà đâu có nghe mẹ Kim Loan nói nhờ đâu. Chỉ có bà Kim Loan gặp tôi ở Việt Nam khách sạn nhờ tôi thôi, muốn gả Ngọc Sơn đưa cho tôi cái bằng quản gia năm, rồi tối là cứ gài thằng Quỷ Ngọc vào ganh tị với tôi và đánh phá hoài à. Nếu mà hai mẹ con mày mà tin cậy nó thì lên Bao Thốt kêu tao làm gì, chị ba làm gì vậy hả? Mày ngon quá rồi, mày hay quá rồi thì mày tự lo một mình mày đi, đừng có kêu. Đừng một cái chị ba ơi giúp anh ba, hai thằng mày, rồi cái hai thằng mày lên cái Bao Thốt, đồ mất dạy làm thần làm quỷ lên gạt người ta. Tao sanh ra tao phải trò chơi của hai thằng mày hả? Ngồi cái tối ngày xóa sạch kênh YouTube report từng lời từng phút từng giây, đồ vô lễ. Muốn chơi cho lại người ta đó thì quỳ lại bởi đích tao mà năn nỉ tao, chứ đừng có làm cái trò tiểu dân cho con nít của hai thằng mày nè. Vừa vừa thôi. Mẹ của Ngọc Sơn bà cụ nói á, giữ thì nó còn, không giữ thì nó hết. Tài sản tiền bạc giờ bà nắp bà giữ, giữ được bao nhiêu rồi cái thằng ôn hoàng bất hiếu này đem cái thằng súc sanh kia vào đi đánh bài ăn chơi làm giàu trên xương máu nước mắt móc tiền, mở cái phòng là đưa ra 150 triệu ít 7.500 đô đúng không? Rồi tiền Nhật Minh Thường Quân, tiền không có mệt không bỏ sức lao động, chỉ mở một cái phòng tụ tập rồi gài tao làm chỉ ba qua, gài cái Bao Thốt để tấn công, gài vô game gút, gài tao làm nạn nhân, gài tao làm cái đầu tàu cho hai mẹ con mày chia đưa hết cho nó ăn, nó làm giàu. Tao giúp là tao giúp cho cái thằng Ngọc Sơn, chứ đâu phải tao giúp cho đồ chó đẻ ăn của tao rồi chửi cho mặt tao xỏ lát cả con lẫn mẹ mày làm trò hề hả mày? Hả mày? Lên gài gạt tao làm chị ba, người yêu sách làm người một nhà, thông đồng toan tích lợi dụng gạt gái, lợi dụng tao nè. Muốn biết cái gì hỏi cái miệng của cháu tao thơm này nè. Lựa tình gạt tình thì người ta chửi chứ sao? Không quen thì tao cũng làm chị ba giùm cho, không cưới không yêu người ta cũng giúp giùm cho. Tao giúp cho mẹ con mày, thằng chó đẻ kia ăn cơm cái Bao Thốt với mẹ con mày mà sao mất dạy vậy? Đủ mày phản chủ hoài vậy hả? Thử hỏi 15 năm qua hai thằng mày mở phòng có bao giờ trả cho tao một đồng cá xê nào? Hay mẹ mày không phải thằng chó đẻ Ngọc Sơn kia mày? Toàn là tao bao không? Tao bao từ A tới Z cho hai thằng chó đẻ mày. Còn hai thằng mày
đập cái rung là cho là cái đám xúc vật để cắn cho hai thằng mày, rồi hai thằng mày làm điên làm cùng đi cắt vào tao, đi hại tao, đi phá tao, đi làm phiền tao là sao gì kỳ vậy, hai khốn nạn vậy, hai mày tồi tệ, hai mày kỳ vậy hả? Cái dân bao tốt hai thằng mày làm không lại thì lấy tao làm ra trả thù tao là sao, hai chỗ này á hả, gì kỳ vậy? Ủa mày bị khùng hả mày? Một thằng thì đi tu không lập gia đình, mày tu thì người ta nhờ biển nó trong nước đôi lặn, hát người ta nhờ lồn người ta khỏi mệt, chứ có mẹ gì đâu. Còn thằng chó đẻ kia cũng vậy, mày lên trên bao tóc mày kiếm ăn, mà tối ngày mày kiếm tao ra mày làm kẻ thù, mày có nhà mày tấn công mày cắn tao hoài, thằng chó đẻ mày đói gì mày đói dữ vậy mày, mày làm thì không lại người ta, tao giúp cho hai thằng mày xong mày ăn rồi tối thằng kiếm về với tao hoài vậy, ai mà sợ hai thằng mày? Cái đĩa bàn bao thoát cơm ngay mặt rồi chị dọn vào nhai tới trong họng mà không biết nên tao có biết không, đồ ngu với con bò sân si dọn sẵn cho tới bàn lên tới họng nhai rồi mà chị có đút vô bà hai thằng, cái thằng mất dạy có biết điều mày. Ủa mà tao lắc đầu, tao nghèo thì tao bệnh tật nhưng mà đừng coi thường tao, tao ngoài đời tao không bằng mấy thằng mày thiệt, nhưng mà nói chuyện bao thoát tao một tay đánh giang sơn địa bàn tao, một tay thông vào trong cái showbiz để làm chị ba anh ba chung đó, tao cứu mày từ trước tới sau, tao cứu mày từ A tới Z, chứ cái thằng mày mày bán bao nhiêu nhạc 15 năm qua thằng trời đánh kia hả, cái thằng quỷ cái kia mày, thằng Ngọc Sơn chó chết kia mày, mày không có tao coi mày bán bao nhiêu vé show mày ai coi, thời nào có hả mày. Bà cụ thì người ta già, người ta không biết, người ta lạc hậu đi, còn nói bà cụ không biết gì hết, bà có biết cái gì đâu, lôi bà cụ vào, đồ thằng bất hiếu. Hai thằng mày cũng vậy nè, bà đặt ba cái trò con dâu phải hiếu thảo với mẹ chồng, hai con dâu không hiếu thảo mẹ chồng không thích thì không được làm dâu, làm dâu con cặc, đồ má Diệp kỳ quá, làm dâu mặc mớ gì làm dâu, mẹ chồng biết điều thì con dâu còn nể, chứ mẹ chồng đéo biết điều tao chửi chết mẹ chết cha luôn, thiên tử phạm pháp cũng đồng tội với thứ dân, tổng thống mà đúng thì người ta tôn trọng công dốc á thì tự do ngôn luận, dựng chửi vô mặt tổng thống được chứ đừng có nói một bà mẹ chồng hờ, mẹ chồng hụt, mẹ chồng mượn, mẹ chồng mới làm phước làm chỉ ba giùm, chứ tao chưa ăn mày gì của mẹ con mày ở Việt Nam mà ăn rồi tối ngày dạy cái thằng chó đẻ Quý Ngọc lên làm điên làm khùng hai thằng mày để chi vậy hả? Thời xưa thì ba cái game rẻ tiền, chứ thời này á cái game mà bỏ chị ba nó xưa rồi, nó nhục rồi, nó rẻ tiền xài rồi, phải làm những cái mới. Thời này là thời anh ba rót trà bợ đích chị ba ăn mày để có chị ba vô nhà làm chị ba thiệt. Thời này là thời anh ba xin lỗi chị ba mới có ăn. Thời này phải quỳ lại chị ba để chị ba cho thời cho thế để mà tung cánh có dao, chứ phải thời là thằng ngu game mà game bỏ chị ba là xưa rồi, đã xài rồi, hai thằng mày chơi rồi, đã không thành công rồi, hai thằng mày sử dụng hoài thì ai mà đi mà ăn cắp, hai thằng ngốc. Thay vì cái tỳ giờ hai thằng chó đẻ mày đánh vào cái kênh của tao đó thì mày đừng có sầm lồn, mày lo làm sao mày có cái rum kìa, mày hốt cách mày ăn mày chia mày giọng kìa, mày là ngon ngồi làm sao đạp lên đầu cha cái đám kia mà không cần nó vô cái rum kìa, đồ ngu. Bao thoát là đâu có phải cái nhóm giang hồ người ta mới sống, bao thoát đâu phải sống nhờ giang hồ á, mất dạy giang hồ dơ, mấy cái đám cặn bã xã hội, cái đám người lôi nhoi lóc cốc lên ken có mấy mạng đó. Nguyên cái trang mạng bao thoát là mạng xã hội của người ta ở hải ngoại về tới Việt Nam, người cả tỷ người có ăn thua mình biết cách hay không. Ủa mẹ có được những cái cơ hội điều kiện mà đồ ngu chứ con bò không biết tận dụng cơ hội của mình làm điên làm khùng. Hai thằng mày á, mày xóa kênh của tao rồi mày được lại cái gì vậy? Tao hỏi thật vô mặt mà không biết dục dật ngồi report vào kênh của tao để chi vậy? Tao mất kênh rồi hai thằng mày được lại cái gì hả? Rồi hai đứa mày mày dắt vô trong cái bao tốt rồi mày được cái gì lại? Ủa nói ngày mai mở cái room mà sao tao không thấy vậy hả? Mở room đâu tao không thấy thằng Ngọc Sơn nào vậy? Sao không mở? Mày mở room gì đó tao không biết, mà mày không có tao đó thì đừng hòng mà mày mở được mà thành công. Vì cái địa bàn bao tóc là tao gầy dựng từ con số không, từ cái trang mạng bao tóc đó chưa có 5 room
chưa có năm room nữa kìa, nguyên cái trang mạng bao tốt chưa ra 5 phòng 4 phòng nữa kìa, thì ở đâu là bà chọi với tao mà dám đụng tới tao. Tao quỳ trước nhà của thằng anh ba Ngọc Sơn 10 năm 11 năm về trước, tao đợi có ngày hôm nay tao lôi ra tao bẻ cổ từng thằng từng con, có nói chuyện lại tao dám đụng tới tao không? Tao chơi tao sống là về tâm linh, tao dùng quyền lực tâm linh của tao chứ không phải tao dùng cái rung đông đơn giản quen tại cái báo thoát hay một cái kênh quen tại YouTube mà đụng được tới tao. Cái báo thoát hay cái YouTube mà không có tao nữa thì cái giống kêu bằng cái phong thủy, tao là cái sự mà cái linh hồn của tụi bay làm ăn. Mày ăn chay niệm Phật, tụi bay đi cúng à, cúng mà kêu bằng à, cái gì cúng tổ này tổ kia, tổ thợ may, tổ nghề nghiệp của tụi bay, thì tao cũng là bà tổ đó. Tao cho tụi bay biết, đừng thấy tao hiền tao không nói, nói tao điên tao khùng. Điên khùng mà sao tối ngày đi ăn hiếp người khùng vậy? Tao thấy nói bà ca sĩ Kim Ngân người ta khùng điên này kia nọ, mà cứ lợi dụng người khùng người điên câu view, cứ địch tỉa đủ đét của người ta tàn tạ te tu vô gia cư, bệnh tâm thần của bố của bức vẫn không tha. Người ta lang thang đầu đường xó chợ dẫn canh, người ta quay lên để câu view để chi ăn cơm. Người ta chú ý cái kênh có nhục cũng đi ăn mại người vô gia cư, người bệnh tật, người tâm thần, người neo đơn. Nói tao con tâm thần con này con kia mà canh địch tỉa đủ đéo để mà hãm hại tao xó kênh mắc cười thật, rình rập tao từ giây từng phút có hèn không? Ăn mài vào tao từng giây từng phút để làm gì vậy? Để được lại cái gì vậy? Tao không phải cái con đàn bà nằm đây mà đi yêu đơn phương một Ngọc Sơn. Rồi tao tối nhà tao ảo nặng, tao ảo trong ở ngoài, tao tự sướng rồi tự phong mà tự nộ. Tao làm gì tao sợ thằng nào con nào? Đủ với tao giáp trước bàn thờ bà Kim Loan đó, có lấy 10.000 con đàn bà, có đủ đéo 10.000 con đĩ mà banh chân ra, rồi đẻ cả tỷ con đàn bà đó vô á, làm chị ba một hồi cũng là mấy con báo thoát, con này con kia rồi cũng bỏ à, cũng chạy về với tao à. Tao đã bảo đúng chặt cái đầu, tại trên đời này không có một người phụ nữ nào đối với Ngọc Sơn bằng trái tấu thơm này, thông minh tài giỏi sâu sắc tốt bằng trái tấu thơm này. Đồ má ơ mà đi chơi đĩ chỉ lấy tiếng nhục thôi, mấy con đàn bà mang dép đôi dép thừa tao chọi là cho mang lụm đại đôi dép thừa của chị. Bao năm qua tao cho từng con một thử có mấy đâu. Còn nói Ngọc Sơn thằng bóc này tao bóc kia, tao nói bóc không vô quan trọng, bê đê không quan trọng, cái tư cách con người kìa, cái giới tính nó không nói lên cái gì. Ăn ở thì phải cho người ta nhìn vào người ta tôn trọng mình, riết rồi càng ngày quá đen. Tao phải tự nhiên mà tôi rầy, tôi la, tôi chửi nặng lời, bệnh đây nằm nói không ra hơi, muốn đứt không, muốn thiếu điều, muốn đứt bóc luôn. Thì giờ đâu mà tối ngày chằn chằn quậy, nói hoài không chịu nghe, soạn sẵn chương trình hết rồi, vô cái làm điên làm cùng, trận đầu trận đuôi, tối ngày lập công ra vẻ có tài có đức, mà làm sao được. Cái bóng thoát mà tao một tay tao tạo dựng, một tay tao lật cho chết, một tay tao trị, ủa mà tao đập cho từng thằng từng con chứ đâu. Không ra khỏi cái bao thóp thì làm sao mà bao thóp nó ế nó sập. Không ngồi YouTube để đâu ra YouTube nó đông. Không mở kênh lấy đâu mà cái nhà của Ngọc Sơn kiếm ăn cả chục năm nay. Không nhắc tên thằng anh ba, không làm chị ba dùm cái thợ đâu ra hả? Không quỳ trước nhà của mẹ con mày ở đâu ra mẹ con mày cơ 10 năm nay, mười mấy năm nay hả mày? Không gọi ha nì, không qua bên cái phòng của mày, không chị ba anh ba này kia cho người ta thấy, thì mẹ con chó đẻ mày đâu ra? Mày không có cái thời thì mày đâu có cái thế. Mày không có thế đâu mày làm trò mày quyền lực. Mày không có quyền lực ai nể mẹ con mày. Mày không có cái thế ai đem tới tiền tới bạc định bợ mẹ con mày, cho nhà, cho xe, cho tiếc, cho danh, cho tiền hả? Thằng chó chết kia, cái thằng con bò kia mày, cái thằng quỷ cái kia mày hả mày, cái thằng Ngọc Sơn chó chết kia mày, giỡn mặt hả mày? Tao mà yêu mày đơn phương hả thằng chó chết kia mày? Còn cái thằng trời đánh kia ăn rồi thể hiện quyền lực phế với phong, tối ngày to rập với nhau làm ba cái trò sỉ nhục. Rồi một thằng thì đăng báo nói nhà để mai mốt làm từ đường tặng lại cho lại dòng họ. Hai thằng mày ăn rơ mà cho thiệt không? Có cho thiệt không? Hay diễn cho người ta cho truyền thông? Giống như thằng hết đẹp nó nói chá tấu thơm ơi, Ngọc Sơ có nói là hết chơi với thằng Nguyễn Ngọc hết qua lại rồi chá tấu thơm. Rồi tôi nói hai thằng nó mới dắt nhau nó về Việt Nam kìa, nó chụp hình nó quay phim, nó đang ngồi bên Facebook kìa. Thằng hớt đẹp nó nói trời ơi, có hả?
Tôi nói hôm nay bị gạt đó chứ làm gì mà có thiệt. Hai thằng nó lúc nào cũng xong kiếp một bên. Nó lừa đảo công đó, nó lừa. Nó xạo đó, làm gì mà có thiệt. Hãy bà không thuận cái lôi tôi ra làm nạn nhân, thuận là cái lấy tôi làm nạn nhân. Hai thằng mày, tao làm ơn mắt quán, tự nhiên tao ngồi ở đây vì chẳng qua là yêu nghệ thuật. Tao chỉ là đam mê nghệ thuật, tao chỉ là con người tình cảm, tao làm từ thiện nó giống như một cái thói quen. Nên nó tao thấy như vậy mà tao giúp cho. Ủa mà có những cái lý do, thay vì mà ngồi mà phá tao sao không để, mà kêu bằng những cái chuyện tao nói. Đồ khốn nạn, tao đã nhiều lần rồi giật. Chứng tao tật đó giật, không để tao yên. Đồ mất dạy, đừng có để tới tao kêu bề trên giống thằng Du Ken đó. Tao nằm đây mà đụng tới tao xong thấy không, là Mỹ Đen tới tận tiền mà đánh bể mặt thằng Du Ken. Mới đánh văn nghệ chưa đâu, từ từ mà trời. Tao không kêu đánh thằng Du Ken mà từ khiếp cho ăn ở tao bị bề trên à. Họ lo. Tao đâu có cần phải ngồi ở Việt Nam làm chị ba trong nhà đâu. Ăn ở mất dạy mà ngồi đó. Mày to đập với nhau mà đụng tới tao coi chừng nè. Năm xưa mày lật xe một lần rồi đó Ngọc Sơn. Mày coi chừng mày lái xe bốn bánh đó nha Ngọc Sơn. Tao nhắc mày nha chứ mày. Nha mày. Mày nhớ về tâm linh nha mày. Bằng lăng tím mà cầm mít mày với thằng khốn nạn kia. Hai thằng chó đẻ mày lên dài cái con bằng lăng tím lên. Con bé bằng lăng tím đụng tới tao. Xúc phạm tao thì bao nhiêu ngày thì mẹ mày mọc gai bấy nhiêu ngày. Nằm nhà thương bấy nhiêu ngày. Lên mở cái phòng vừa mới live show cho xong. Kêu ra thì không chịu gặp ngồi một hai lập là cái rung mới chịu. Rung giang hồ. Một hai rung giang hồ. Mà cái phòng là cái chỗ làm ăn. Mà giao cho người khác xong gài vô gài qua đời lại cuối cùng. Ngồi lôi tôi làm nạn nhân lôi. Ăn ở độc ác mất dạy vô ơn vô cảm như vậy. Ăn ở khốn nạn tồi tệ như vậy. Thì được đâu mấy tháng sau là ba của Ngọc Sơn bệnh nặng. Tôi không bao giờ ngạc nhiên biết là họ bị nghiệp quật. Nên tôi điển thoại và tôi giải nghiệp cho không cho gặp. Chẩn đầu chẩn đuôi rồi ra vẽ ta đây. Rồi tới cái ông cụ vô họ vô trong hòm Ngọc Sơn còn xương với da. Thằng con còn xương với da. Đầu óc bị khủng hoảng tinh thần. Mà cái bà mẹ vẫn độc ác. Bà vẫn độc ác không để tôi gặp Ngọc Sơn. Tôi chẳng biết chết bà đâu. Gọi về tốt tiền tốt bạc không dễ gì mà sống đâu quý vị. Hỏi tôi nè các bạn bè. Những người thân của Ngọc Sơn vô đây gặp tôi. Tuy rằng tôi có nóc đánh tôi gào thét. Thì tôi không bao giờ làm bậy đâu các quý vị. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ tôi không còn tuổi xuân, tôi không còn gì hết. Tôi thời gian này tôi là một người lớn tuổi rồi. Tôi còn cha còn mẹ có biết ngày nào ra đi. Buồn lắm, tôi bị căng thẳng khủng hoảng đủ thứ. Tôi nuôi các em sóc tình cảm mà. Như con cái trong nhà tôi mất các bé tôi bị. Tôi đau lòng, tôi bị một cú sốc rất lớn. Nó như mất người thân trong nhà của tôi vậy. Tôi đau đớn cả con tim, tâm hồn lẫn thể xác không rài. Tôi dằn vặt từng sám hối ở đây. Hôm nay á, thậm chí mà tôi á, đổi qua tôi ăn chay hết 90%. Tôi ăn chay là tại vì tôi ăn không vô đồ mặn. Mà tôi cũng muốn ăn chay nữa, tịnh tâm. Cái bề ngoài tôi sống cho quần chúng, cho cuộc đời này. Cái miệng tôi chằn chằn là vì tôi muốn cho Ngọc Sơn nên người. Tôi bảo vệ cho bà Loan, cho con của bà. Tại vì bà ra đi thì ai đây? Một chữ nhân bà gửi gắm thằng con bà cho tôi tại khách sạn tại Việt Nam. Tuy Ngọc Sơn bạc, Ngọc Sơn hư, Ngọc Sơn bất lương, bất tính, bất trung, bất hiếu, bất dạy thì. Nhưng Dũng là con người, tôi không nỡ buông tay vì một bà mẹ. Vì bà cụ muốn mà tôi phải ngồi trên này tôi đóng dây á. Đồ thứ tiểu nhân ăn rồi vô giáo dục. Mấy cái thằng công an bẩn đồ đồng phục. Gài tôi qua bên Zalo, hù dọa bắt bớ tôi tại Việt Nam nếu tôi về. Chẩn đầu chẩn đuôi lấy đời tư của tôi. Lấy thông tin cá nhân của tôi. Dắt nhau vô cái bao tóc y chang như ngày xưa làm vậy. Trước khi tôi bay về Việt Nam. Để làm gì vậy? Chỉ vì ganh tị sợ tôi gặp Ngọc Sơn. Sợ Ngọc Sơn cưới tôi. Sợ Ngọc Sơn thực hiện cái chữ hiếu với cha mẹ. Vì từ đầu tới cuối cha mẹ của Ngọc Sơn muốn tôi làm dâu làm vợ. Còn tôi thì kẹt bên Mỹ này. Dính trong cái dòng lợn quẩn tiền bệnh tật. Tình yêu thì đi đôi. Tình dục cái cửa mình. Mà năm nay tôi 50 tuổi đầu rồi. Xí quách ở đâu mà ăn ở nhau mà tình dục với sanh đẻ. Lúc trẻ đương thời còn chưa nghĩ tới kịp. Chứ bây giờ già yếu rồi. Hãy Ngọc Sơn yêu tôi thì phải chấp nhận những gì con người của tôi. Còn không thì giữ làm tình người tình bạn. Một cái mối tình, một chị ba, anh ba đẹp 15 năm trời tôi gầy dựng. Tôi gầy dựng bất vũ đời. Tôi không tính tốt hoàn toàn là một người sống. Một cái loại mà cái bằng tình yêu trong sáng cao thượng.
Không phải lúc nào Ngọc Sơn cũng sai với tôi. Người đàn ông lúc nào đùa giỡn chọc phá người đàn ông đâu thật lòng tôi thừa biết. Bởi nếu Ngọc Sơn không thật lòng với tôi thì giới thiệu cha mẹ để làm gì cho mất thời giờ của Ngọc Sơn với tôi. Bởi người đàn ông tôn trọng cha mẹ tôn trọng tôi mà tôi làm khó Ngọc Sơn là bởi vì sự nghiệp của Ngọc Sơn chứ không phải gì hết. Bao nhiêu năm lục đục nhau cùng vì ba cái giang hồ bão thoát. Nếu Ngọc Sơn có lập trường với tôi thì 10 tỷ thằng Quý Ngọc 10 ngàn nó cũng không dám lợi dụng cái tình cảm của Ngọc Sơn và bà cụ với tôi được. Là cách sống cùng mẹ con Ngọc Sơn chịu đâu ra. Đừng nói là tôi nằm đây tôi vô văn hóa vô giáo dục. Ngồi giao tìm một cái rừng cho báo thoát. Tôi đã nói tôi không yêu online chỗ tôi giáo dục cái báo thoát chỗ tôi ngồi. Không chế một cái thị trường đầy các loại người. Muốn gì thì riêng tư với nhau. Tôi cần lối đời tư của tôi lên cái báo thoát. Cả con lẫn mẹ làm phiền tôi chứ ai. Tôi đã nhiều lần tôi nhận tôi cho chị ba anh ba thậm chứ tôi đã lịch sử tôi nhận. Tôi ngồi với những kẻ không cần thiết phải ngồi. Tôi ăn là cái gì tôi được lại cái gì. Đúng một cái là làm mất sạch kênh của tôi. 7 giờ 10 phút buổi tối ngày 10 tháng 9 2023. 10 năm rồi kẻ mất người còn. Mới đó mà đã hơn 10 năm rồi. Tôi giải phẫu xương bởi hàm mặt tôi rất mệt. Giờ này tôi lo lắng trong tim tôi đi về đâu. Quý vị coi video thông cảm giùm. Bởi vì tôi đâu có ở đây lâu em. Tôi nằm đây cái giường đây không. Không lẽ đàn bà cô gái nằm mà trên hơn như vậy. Cho nên tôi cũng phải coi được văn màn văn mùng ở đây một chút. Bùng ở đây tại rùi mũi nó vô đây không đầy á. Đủ thứ mấy bữa nay bị mấy con thiêu thân nó vô nữa. Mấy con thiêu thiêu á. Nó bay tùm lum ở đây nó tóc vô người. Tôi thật là bực mình. Tôi nằm ở đây ngay cái cửa cái gì đó không là bước qua có mấy bước là tới cái cửa ra đường. Cái chỗ này có chút xíu còn hơn là nằm đường vô gia cư trong cái lều vậy thôi. Riết rồi cái gì đâu thuốc men đồ đạc tôi chút xíu tôi xài. Ở đây không có rác gì đâu. Mà cần cái nhà cần cái diện tích là đâu vô đó. Tôi bây giờ ở ngã ba đường dọn ra đi về đâu cho nên đồ đạc tôi có chút và tôi phải xài như vậy. Nên quý vị hiểu không, nó lu bu đồ đạc. Bây giờ tôi không ngày nào vui hết. Đầu óc tôi nó miên man. Cha mẹ thì có tuổi, không biết khi nào ra đi buồn lắm. Cảnh sinh ly tử biệt. Tôi đi về đâu. Tôi về Việt Nam cũng buồn. Tôi ở đây cũng buồn. Tôi coi tin tức tôi thật là căng thẳng. Ở đâu nó cũng buồn như nhau hết quý vị. Tôi cảm ơn tất cả những ai đến với kênh YouTube ủng hộ tôi. Tôi xin lỗi tất cả quý khán thính giả, các fan của tôi chửi bậy ở trong video, chửi thề văn tục. Vì tôi không cái miệng như vậy, tôi không thể nào trị được một cái trang mạng xã hội, nó ra xã hội. Kéo tới nhà Ngọc Sơn tôi làm chị ba. Cái chị ba này là tôi giúp cho mẹ con Ngọc Sơn. Chứ không phải là tôi muốn làm cho bản thân tôi ăn được cái gì đâu quý vị. Tôi bỏ thì tôi không nợ. Hãy tôi làm thì cứ làm phiền tôi, cứ hại tôi hoài. Họ làm không lại tôi giúp họ mà họ ăn rồi làm khó làm dễ làm phiền tôi không biết để được cái gì lại. Kỳ cục. Cứ tối ngày thể hiện cái tối cho tôi coi để được cái gì vậy? Hả? Dắt nhau hai thằng vô báo thốt ra vẽ ta đây. Con gì? Con có ăn không? Ủa con không chịu ăn con đòi xin gì? Con muốn cái gì? Con lấy nha nè mẹ cho nè lấy đi. Mẹ cho con lựa nè. Nha con. Không muốn cái nào con lấy đi nè lấy đi con thập đi mẹ cho nè mẹ thương mẹ cho nè con muốn cái nào thôi đừng thấy sợ tội nghiệp con mà đây mẹ cho con muốn hộp nào em muốn hộp nào lấy đi con muốn hộp nào con muốn hộp nào nhớ em thích hộp nào mày phải không mẹ nhớ này hả cái nào con muốn cái nào con muốn cái này nghiệp quá à. Mẹ thương mà nghiệp đói hả con em muốn cái hộp nào bé em này nhé chịu không thịt này không mẹ chịu không cái này nè chịu không mắm mắm đi rồi không chịu hả không chịu hộp đó hả hộp này được không không chịu nè hộp này được không này được không được không ờ chịu hộp đó mới chịu à thích hộp tròn à ờ mẹ cho cái này đây mẹ cho con muốn hộp nào em muốn hộp nào hay nhớ hiểu không lấy thêm cái nào tối rồi tôi có ăn không đi à hả gơ con hộp ở dưới đó nó gơ một hộp ở dưới á con hốt rồi phải không
thằng kia tới mấy cái ngày tới bao nhiêu lần hả con? Tội nghiệp quá à, không ai thương được con bằng mẹ, tội nghiệp. Năm năm hả con? Rồi dưới ăn gần. Thấy không? Không được rồi. Ê! Đánh nhau. Đừng đánh nhau con. Nha, em ngoan em đi mẹ cho. Nhé. Đừng đánh em à. Ủa sao tụi con giống y nhau vậy, tụi bay làm mẹ lộn rồi đó. Có hộp ở dưới kìa kìa, tình kia kìa, hốt hộp đó đi. Đây mẹ cho. Nhé, nhé. Nè mẹ cho, đó, đó, có hộp đây đây nè con. Mẹ cho. Con hốt hai hộp tụi nó cướp đó, gơ ơi là gơ. Cướp mất à. Có tộc này nhỉ, mẹ mua thêm phải không? Mẹ mua thêm cho em nữa. Ừ, mami mua tim nha. Ồ, cho em ăn nha, tội nghiệp em nha. Mẹ thương nha, uống nước đi con. Mầm mầm đi con. Qua đời đi. Qua đời nha. Tội nghiệp con. Mẹ tao thương, mẹ cho ăn một mẹ một kia cho biết ha con à. Tội nghiệp. Ồ nha, ấy, cha cha. Ồ, bữa tối trời á. Mẹ lấy. Mẹ cho nha. Mẹ cho em nha. Ừ. Ôi con đi từ bình tĩnh. Ôi trời ơi. Anh nói vậy. Con chọc một cái mà giật mình đó con. Ôi con nghe quá. Có một hộp bên kia kìa. Để làm biển mang dép à. Con hộp cái kia kìa bôi. Đi lại đây. Đi lại đây. Đi kia kia kia. Ở kia kia. Ở dưới vậy con. Ở dưới kia. Con không biết. Thôi mẹ cho. Nãy mẹ cho có ăn rồi. Mẹ cho con có ăn. Con có ăn rồi. Nghiệp quá mẹ thương, mẹ nuôi, mẹ cho. Khỏe mạnh nha con, cho tới cuối đời nha. Đồ ăn con đâu rồi, dưới có ngộ kìa. Đó, 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 kia, kia. Dưới, dưới bị đổ. Cái này mẹ cho nè. Nè, nè, lấy nè. Dưới, dưới. Đây ăn nha, đồ ăn mất tiền nha con nha. Ăn vô có sức khỏe cho em nha mami. Mầm mầm nha mầm mì. Ôi mày bà ơi. Mày bà ơi. Ồ ồ té sorry bé. Té tội nghiệp quá. Té con. Té nha em. Té ôi à. Nên ghét cái mày đẩy đồn vô chân. Chương trình tôi soạn sẵn hết rồi. Biết khô rồi đẩy đó cho tôi. Chán. Trời người hết rồi. Chết là hết rồi. Kẻ mất người còn, ở cái tuổi của tôi, tuổi người ta mất hết trơn rồi, chết từ từ hết rồi. Trước khi ra đi thì làm một cái gì cho có giá trị, cho quần chúng, cho cộng đồng, cho người đời, cho xã hội, cho quê hương. Tôi giúp cho thì để tôi giúp, tạo điều kiện cho nhau, tạo điều kiện cho tôi. Vì tôi là người có giá trị, không chịu mà cứ ăn là hại tôi hoài vậy. Ê chứ vậy. Tôi là người có tài nhưng mà tôi không có đất dụng võ. Tôi là người á khổ mệnh. Tôi nghèo nhưng mà tôi đàng hoàng. Tôi đâu có đụng chạm hại ai. Tối ngày cứ ép cái miệng tôi rồi nói tôi là người khẩu nghiệp và tôi độc ác, tôi hung dữ gì. Tôi có đụng chạm gì tối ngày tôi thui thủi. Thấy tôi không? Thấy tôi sống không? Có tội nghiệp cho tôi không? Người qua đi ngắn ngủi có bao giờ bận được cái áo đẹp hay là có được cái gì như người khác đâu. Đến Việt Nam vội vã trong nước mắt. Việt Nam đâu có cho phép đi lâu, tiền ở đâu mà đi lâu. Thứ hai là chương trình bệnh tật làm sao dám ở lâu. Rồi cái điều thứ ba không biết đường xá gì, một bình bơ dơ rất là sợ ở Việt Nam. Cướp của giết người mà lỡ mất giấy mất tờ sao về lại Mỹ được. Nhà cửa bỏ bên này đủ thứ rất là sợ, sợ kinh hồn được. Rồi bao thoát thì tôi thấy không có làm lại người ta tôi giúp cho. Thì không có tình cảm nam nữ thì làm tình người tình bạn. Thì làm anh ba chị ba có nhau một đôi bạn tốt có cái gì đâu. Nếu mà người mà có cái biết cư xử tế nhị thì cứ gặp mà mình ăn một bữa cơm cho gia đình cha mẹ mình nở mặt nở mày vui. Không chịu cái gì cũng không á. Cái gì cũng không á. Rồi tới khi về Mỹ này thì không gặp được việc nhau nữa. Đâu phải dễ dàng gặp được kẻ ở cách nước mà đâu phải đi mà từ trên lầu xuống nhà bên nhà này qua nhà kia tỉnh này qua tỉnh kia đâu. Mỗi người một hoàn cảnh đâu phải dễ gặp.
Mình làm con cái mình phải biết thông minh khôn khéo. Nhìn cha nhìn mẹ mình mà sống. Ông cụ bà cụ người lớn tuổi, mình làm cái gì mình trẻ xử nhau. Đừng để người lớn người ta buồn lòng bận lòng. Ngồi một bữa cơm gia đình cho ông cụ bà cụ vui cũng không. Gặp cái gì cũng không. Ăn rồi tối ngày giang hồ. Tôi chửi đâu có rầy sai đâu. Mà bây giờ không rầy thì làm sao nên người đây? Khi ngồi tù rồi thì ai nuôi bây giờ còn cha còn mẹ đâu? Người đời người ta bạc bẽo lắm. Khi có thì người ta tung hô vạn tuế. Khi mà có chuyện thì sẽ biết à. Lúc ngồi ở trong kia gỡ lịch rồi đó, mất hết tài sản tiền bạc tuổi xuân không còn, cha mẹ không còn rồi làm sao? Ai cũng có cuộc sống riêng. Bây giờ họ có muốn giúp cũng không giúp được. Họ lo cũng không có thì giờ hay họ có thể lo được. Không biết nên thân. Tao đương nói cái thằng anh ba Ngọc Sơn đó, tao đang nói mày đó, thằng trời đánh. Không chửi mày không được, không trị mày không được. Mày lộng hành 15 năm rồi, tao nhịn mày đủ rồi nha mày, thằng trời đánh. Đừng có nói tôi mà hỗn hào mà rầy la bà Kim Loan, không rầy bà mẹ thì thằng con làm sao? Hết thằng con thì tới bà mẹ, hết bà mẹ thì tới thằng con hai đứa mày. Mày sống mày vừa vừa thôi. Mình mới tự tin tự bảo vệ đi mua bảo hiểm sức khỏe gì. Mình có tuổi không được khỏe thì mình có sức bảo hiểm sức khỏe đúng không, bảo vệ rồi cái dẹp luôn những chương trình nhà nước trả cho người ta, trả luôn cái phòng này lại, lấy cái số vốn đó mới xây sở hay làm ăn cái gì buôn bán này kia. Không được thì mình bù, mình sống mình dưỡng già rồi ráng nuôi thân nên thân, có nhà có cái riêng tư, thoát ra cái tiền bệnh tật thì mới có cái thoải mái, mới có cái riêng tư tự do. Mà muốn tự do rồi thì phải có điều kiện thì mới tự do được. Giờ nó kẹt cứng ở đây không biết làm sao, nó rất là khủng hoảng, nó buồn lắm. Đầu óc đâu mà ăn với diện, đầu óc đâu mà chân nhà chân cửa, nó lỗ bên này nó lo bên kia, đồ đạc nó tứ tung hết. Tại cái ông dọn nhà nó lính với nó buồn. Tội nhất là các bé sóc con thú, nó vô tội đem tới cho em cái tình thương, cho em được hạnh phúc ngắn ngủi được có mấy bữa, xong tự nhiên đuổi tần giết tần giết hết trơn người ta, bắt hết trơn đi, hại không còn một cái gì, thật là tội nghiệp. Tôi bị một cú sốc trong á, lòng tôi tan nát, nó tán vô mặt tôi, thật là đau lòng. Đuổi nhà mà tôi không có đau lòng gì, mất cái phòng này, nhà có phải của mình đâu, đau lòng có phải nhà mình đâu mà tiếc nuối. Chỉ là cái chỗ thuê quèn thôi, thiếu gì chỗ để thuê. Nhưng mà nhầm cái lúc mình nó bệnh rịnh tình cảm, các em sống vô tội có một bữa ăn mà hại người ta, quá trời độc ác. Một cái xứ như vậy sống đi làm gì, nó không có cái tình. Một con thú mà nó bằng một cái gan tay mà nó không có tự do tới xin được bữa ăn cái cửa đó, vô lý sức. Thì một cái luật pháp, cái đất nước như vậy tự do đâu. Một con thú mà không có sự tôn trọng thì lấy gì con người. Thôi về xứ mình vẫn hơn. Về thì làm sao về, luật pháp luật lễ tiền bạc rồi còn cha mẹ. Ông cụ ba của tôi nói một câu, bố bây giờ già yếu rồi không biết ra đi lúc nào, bố của tôi bận tâm khi nằm xuống còn mẹ tôi như thế nào đây. Một câu nói của người lớn, một người phụ huynh cha mẹ của mình, cha ruột của tôi mẹ ruột của tôi, làm sao tôi bỏ. Cho nên tôi còn phải ở đây vì bà Kim Loan mẹ của Ngọc Sơn mà tôi mới giữ cái chị ba này. Tôi giữ cực khổ 15 năm chứ không phải 1-2 ngàn. Tôi chẳng có ăn một cái gì lại cho tôi. Phải chi thằng con của bà biết điều đó. Bảy giờ 23 phút tối ngày 10 tháng 9 2023 chủ nhật.
giờ mùa đông vô rồi thê thảm. Mới đây quay lại lo nhất là bé Sóc, bây giờ nó đi về đâu? Bé Sóc bôi không biết làm ở đâu rồi, nó bắt hay nó chết hay nó bị giết, nó bị bắt liền đi về đâu, nó ở đâu? Bé Sóc gơ quá tội nghiệp, sợ là nó bầu bì xanh tẻ rồi nó đói khổ. Nó tan thang hôm nay 5-6 tháng rồi, không biết con nhỏ đi về đâu. Nó vô tội mà, nó sống nhờ tình thương của mẹ Táo cho nó bữa ăn. Con bé nó tội nghiệp, rớt nước mắt đau đồng với con đẻ của tôi. Nó khờ lắm, nó không biết cái gì đâu. Nó leo kêu nó đấy đồ ăn, nó té sắp là cái tội nghiệp. Ngày tôi dọn ra nó sợ tôi bỏ nó không cho tôi nhúc nhích, nó sợ mất mẹ Táo. Tôi không bao giờ bỏ nó, tôi nói rõ là tôi không có bỏ. Tôi trong nước mắt tôi quỳ giữa đống tuyết, tôi cầu nguyện trước cái vong hồn xác con của nó chết. Tôi xin vong hồn cứu tôi, các linh hồn những người mất mặt, cho tôi một cái hướng, cho tôi một cái chỗ ở. Tôi vào bao tốt, tôi thử lòng ở trên cái bao tốt tôi cầu cứu. Tôi thừa biết Ngọc Sơn anh ngồi anh rình rập, anh coi tôi trên YouTube anh biết hết. Tôi coi thử xem coi tôi giải quyết một lần được. Anh thật là độc ác vô cảm, hèn hạ. Anh cái thằng súc sanh, cái số sạch kênh YouTube mà tôi dắt nhau vào, mặc kệ tôi chết xong tăng nằm ngoài đường. Các em thú chỉ cần cái ơn mưa móc của anh một cái thằng là ông quân tử có cái độc từ bi nghĩ hẹp gian ra để cứu tôi cứu các em. Anh nở lòng nào để từng em một mũi tần với tuyệt thật là hận đời hận người hận mình. Tôi mang tiếng tôi có người yêu giàu sang phú quý là anh, thì lúc tôi cần để tôi cứu các bé sống. Nhưng anh không cho tôi cái cơ hội, anh thật là độc ác thấp hèn. Khi anh sắp kế sao tôi tạo biết bao nhiêu cơ hội cho anh, cho mẹ con anh. Tôi tạo cho các cộng đồng ở đây, kể cả thằng quý tộc súc sanh kia. Còn anh ngồi đó, anh to đặt như đó để hãm hại, để tổn thương và xúc phạm tôi, để làm những trò hèn, trò dơ của anh. Hai kẻ tôi và anh một trời một vực. Tôi đàn bà mà tất đàn ông hiên ngang, giá trị quân tử của anh thật thấp hèn. Thành sát đàn ông mà tất đàn bà tiểu nhân độc ác, thành ích kỷ không biết điều. Uổng cho tôi 15 năm hy sinh cho anh. Đừng nói tôi đụng tới bà cụ, do anh bất hiếu rồi. Thực tế thì tôi với mẹ anh chẳng có ai mất đồng. Anh không đem cái thằng khốn nạn cái từ cái tâm tâm của anh. Mẹ ruột của anh còn không dạy anh được. Đừng nói tôi người ngoài mà dạy được anh. Để nói cho cùng mày phải ngồi tù đi. Mày ngồi trong đó 50-60 ra tù đầu mày á. Mày gỡ lịch và mày tắm heo. Mày phải vô trong đó mày đập rau, mày tắm heo nha. Mày phải ăn cơm tù là mày phải biết được cái giá của mày. Nghe không? Mày chưa sợ được quá, mày chưa sợ mày. Chưa biết mày đâu. Cha mẹ của mày giao thiệp với tao để cho mày có được người bên cạnh. Mày dung dằn học thẹn, mày bất kiếm mất dạy, mày nhiêu lần. Mày to là cái thằng khốn kiếp cho mày đụng tới tao. Mày tối ngày mày lên mày chỉ biết có giang hồ thần linh sống của mày. Ca sĩ, nhạc sĩ mà tối ngày giang hồ. Ở miền Đốc Miền thì yêu nghề nghiệp. Tâm huyết và tâm huyết nào ở trong mấy cái phòng xã hội đen, mấy cái giang hồ bao thoát không biết nữa. Giang hồ mạng. Giang hồ mà giang hồ dơ chứ không phải giang hồ sạch. Giang hồ có những loại giang hồ nghĩa khí, có chất lượng giang hồ, có một cái sự giá trị của người ta, dân làng chơi, ăn chơi, đàn anh đàn chị, dân giao múa, đồng to mặt cửa. Còn giang hồ rẻ tiền, giang hồ ảo thực sướng mấy thước tào lao, giang hồ rẻ tiền tụi đi ăn bám tao để có mấy cái rung bé rung quẹt. Tao cho mày chị ba, anh ba mày ngồi mày ăn rồi tối ngày mày chịu mẹ nó cái chị ba chó đẻ của mày luôn, tát vô mặt cái chị ba của mày luôn. Tao giúp cho mẹ con mày, mày ăn rồi mày tối ngày mẹ con mày cắt chủ tối ngày mày dên cái mặt lên thằng mất dạy. Tao đâu có chửi gì mẹ con mày sai đâu, tao chửi chính tao nè. Tao đang đụ mẹ vào chính tao nè, vì tao là cái đầu tàu sướng ra tất cả đó. Tao đúng là đang bị trả báo rồi, nó rủa tao trong bao thức là đúng. Tao ăn ở tao nó không biết nên thân để mẹ con mày cắt vô mặt tao tối ngày. Một cái bao thóp nó ăn theo cắn vô tao, một thằng chó đẻ Quý Ngọc ăn cho đã cắn vô mặt tao luôn. Là tao tự hại tao cũng đúng. Là tao ăn ở ra tao thất đức mới
đây. Tao thất đức mới làm chị ba giùm cho mẹ con mày. Tao thất đức để cho mẹ con mày ăn và giữ vô mặt tao mỗi ngày đó. Là tao ăn ở thất đức nè chứ không ai trơn, là tao lỗi tại tao nè chứ không ai. Chứ còn tao biết cầm cái mọt cho lại đóng máy, tao dẹp hết tao có chuyện gì. Trong 15, 20 năm qua khỏi cần anh ba chị ba. Mà nực cười cái là ăn mài Việt Kiều không được quyền cầm một đo ăn mài mà cũng có phân biệt gia cấp nha. Phân biệt nha. Không thoát cái xã hội là phải ăn mài, phải ở Việt Nam mới được phép ăn mài, chứ còn Việt Kiều mà không được ăn mài nè. Nực cười cũng hay thiệt. Tao làm chị ba là tao chỉ được ngồi trên cái bao thóc khi mà tao vinh quang cho mày ăn cơm với mẹ mày thôi. Mẹ con mày chia cho thằng khốn nạn Quý Ngọc cái đủ sức dọc bao thóc cho mấy con đỉ của mày thôi, chứ tao không được làm cái gì ngoài đời. Đặt cái máy xuống đó, tao chỉ được ngồi cho mày vinh quang, cho mẹ con mày làm nhục tao qua những con chó của mày và những con đỉ của mày thôi. Cái thân phận tao sinh ra là phải như vậy. Tiền của tao tao xài mà tao không được quyền kể, được quyền nói, được quyền đem ra chai biển. Tao làm chị ba mà tao chỉ được làm ngồi cho mẹ con mày làm nhục và chỉ tay năm ngón cho người ta chơi chết và sỉ nhục tao, cười nhạo tao, khinh khi tao, chà đạp tao thôi. Cho mẹ con mày dơ cái mặt lên hút tiền Việt Kiều, hút tiền Việt Nam thôi. Chứ tao không được quyền vậy. Một ly nước tao cũng không có được mà được quyền cái bữa cơm vậy. Mẹ con mày ai cũng ngồi ăn cơm này kia, nhưng mà mày đó Ngọc Sơn mày tiếp hết. Chẳng dừng vậy mày cũng đứt mặt mày qua luôn cả cái nhà của con ca sĩ Du Quỳnh này. Trong lúc tao làm cái chị ba cực khổ nhục nhã cay đắng này để gầy dựng cho mày giang sơn địa bàn, đánh thiên hạ cho mày, giúp luôn cho vô showbiz. Thậm chí mà tao quỳ như một con điên, một con không ra gì vậy, không giống ai ngồi ở ngoài đường tại Việt Nam trong nước mắt cho mày. Được ói tùm một bát bần cái bộ đồ cổ trang nha. Mà bộ đồ cổ trang còn bị gạt đó, làm tiền hai lần đó. Hư tới lui về Việt Nam thế thảm, bị làm tiền ở Việt Nam đi sửa cái lưng quần. Lấy cả mấy triệu bạc của tao nó gạt thế thảm. Cái ống heo tiền bệnh tật của tao vì mẹ con chó chết của mày, vì một cái bao thóc mày cũng làm vua. Để rồi đổi lại mày ngày hôm nay, mày dắt tay thằng khốn nạn đi xóa sạch kênh của tao vô YouTube. Không nói vô cái bao thóc nha, kêu ethnic với ai chửi tao là ngồi đầu. Con này con kia xong vô trong cái email của tao, để mà chọc quê tổng tức và chọc nhục, nó làm những trò mà xúc phạm mà. Mà mở miệng đóng miệng gì mà nói toàn bộ phận sinh lý của tao thôi. Bẩn thiệu cái như vậy. Tao có làm gì tao cũng không có nhục nha, tao chưa bao giờ mà tao thấy bận mà nhục và đi hèn đi lợi dụng bàn không từng xem từng chắc. Tao có làm gì tao cũng chưa bắn dâm, tao vô gia cư bệnh tật thì tao có cái giá, tao không có làm bậy, tao không có lừa đảo hại người. Tao nghèo tao xin đàng hoàng, ai cho thì tao cảm ơn, không cho thì thôi. Tao xin tao không đủ nên tao nhỏ giọt, tao nhận nhỏ giọt toàn là tao buồn không. Tao mang tiếng cho sang chứ tao nhận mấy trăm bạc quèn nó cho con thoát không đủ rồi mua mấy miếng băng vệ sinh để mấy vị em xua nói nghe cho nó khí thế, cho nó đỡ, nó nghẹn ngào. Thật ra mấy cái thùng đồ ăn mấy em sốc còn không đủ, chứ đừng nói tới cái thân tao mà xài một xe gì của bao thoát tụi mày. Tao làm cái chị ba này cho mẹ con mày 15 năm, tao chưa nhận một xe nào của mẹ con mày một lời cảm ơn. Tao chỉ còn là thấy sự khốn nạn mày chửi trả thôi. Mày đâu có ra mặt đâu, mày với mẹ mày. Con dạy mẹ, mẹ dạy con, hai mẹ con của mày ăn rơ nha. Cung phụng cho mẹ con mày hầu hạ, ngồi mà cho mày làm vua, làm cha. Giúp tà mẹ của mày cũng vậy, chẳng bỏ một công sức lao động gì đó ăn rơ. Lấy cái bếp kinh mẹ của Ngọc Sơn rồi là dơ dép tao chỉ tay. Đớp tiền ba mối luôn. Đớp tiền thằng con, đớp tiền luôn cả tôi, đớp tiền của thằng Quý Ngọc, đớp của Diệp Kiều online. Đớp không chừa một cái chỗ nào. Bắt Ngọc Sơn nấy đứng ra hầu hạ, móc sạch giá tài tiền bằng Ngọc Sơn nắm giữ tất cả tôi lên ngồi cái bao tốt lòng một chị ba. Tao vẫn tha thứ, tao vẫn thông cảm, tao giúp cho. Lớn giọng này kia ra khỏe chỉ tay này kia sắp xếp chị định, chỉ hai Diệp Kiều ra. Để vô trong cái nhà vị trí một đứa em nuôi, một đứa con dâu, và cuối cùng ấy, hai mẹ con mày nắm tay nhau ăn mừng. Hãy có chuyện thì mẹ con mày đổ thừa tao, đổ thừa Quý Ngọc.
đó. Bây giờ mẹ con mày đụng một cái là đem thằng Quý Ngọc nè để mà cắn vô tao đi, ngồi là bị mặt tao đúng là sổ súc sanh không hơn không kém. Có tiếng đâu có miếng mà đi vô trong cái bao thóp á, nói nó không có nên lời. 7:34 tối ngày 10/9/2023 nghe giá tấm cơm này quản đã có căn ở đây liên hệ rồi, em như thế nào, em ra sao, em có cần anh giúp cái gì không, lâu rồi không gặp em, hỏi thăm một câu cái gì không, cho dù tình người mày còn không có nữa. Mày có cần phải tệ như vậy đâu Ngọc Sơn, mày có cần phải thấp hèn, mày rẻ tiền, mày ích kỷ tới mức độ như vậy đâu Ngọc Sơn. Mày xem YouTube của tao, mày thấy tao khó khăn chứ đi đụng từng cái rác mấy năm nay vậy mà vẫn chơ chẹn, tao không hiểu nổi mà dám xóa cái kênh của tao một cách dùng. Người bệnh tật thì ta có cái kênh, người ta làm an ủi tinh thần thể xác, mày độc ác mày xóa sạch không còn cái gì rồi mày để cái tôi tụi bay lên, không biết mày thắng cái gì tao. Làm gì cũng đâu có qua cái luật nhân quả của cái đức đâu, cái công quả của tao đâu mà dám ăn cướp của tao mà xóa ngôi tao được. Tao dám trước bàn thờ đó của mẹ của mày đó, tao dám chắc hết mấy con đàn bà nào mà xăm mình vô banh hát ra rồi để đẻ với mày đó, đủ mới tao coi tới đâu tao cười. 3/7/21 ngày à, bỏ chạy công việc giỏi lắm, lấy đứa con ra để đồng tiền đó, rồi cũng đi với thằng khác rồi tao chặt cái đầu xuống. Trên đời này gái thì không thiếu, như người như tao không có kiếm được người thứ hai đâu, chỉ có một trái tốt thơm chứ không có hai trái tốt thơm đâu. Con nào đi nữa cũng không có cái giá trị, không có nổi tiếng như tao, không có giá như tao, không có ngon lành như tao. Mấy cái con lặt lè như tao quá mà sống như vậy nó nghĩa nó tình, chứ mấy cái con mà lành lặn chân tay đầy đủ này kia thì cứ đem tuổi xuân ra mà nói chuyện với tao mất cười lắm. Ai không già không bệnh không chết không sinh lão bệnh tử, có ai mà tránh khỏi được định mệnh đâu. Tiếng thưa một tiếng người lớn thì phải để cho người ta nể, người ta tôn trọng mình. Cứng đầu cứng cổ hư mà không biết sám hối, xóa sạch kênh YouTube mất sạch không còn cái gì. Đừng tự qua mặt được tao, tao vẫn còn cách để trị tụi bay. Tao trị là bằng tâm linh kìa, cái miệng tao rất là linh, con người tao có đức nó mới như vậy, linh lắm. Có nhìn thấy xa xa thấy cái máy hút bụi dơ mà lượm nó màu đỏ đỏ đó, màu đỏ đó, ngay cái thùng đó, cái thùng nó mới lượm nó thùng rác chuẩn bị bỏ đồ đi gửi lại trả người ta đó. Cái thùng ở đâu dọn nhà nó đâu có thùng, cái gì cũng tiền á, thì xe đâu đi tiệm tới luôn cực khổ, có gì xài nó mới lượm cái thùng đó. Mà thấy cái để thấy cái máy hút bụi màu đỏ không lượm đó, đó trời cho lượm để hút bụi ở bên ngoài, hút rác ở bên ngoài đường, tiết kiệm từng chút đó. Tao nghèo đó, cái tấm màn đỏ tao dắt ra cái chỗ ngủ hôm đó cũng đụng từng rác giặt lại, tao đụng từng thứ một, còn tiền mặt là tao có nhiêu tao cho mấy em sốc ăn, tao nuôi cả chục miệng ăn ở đây đó. Nó đang ngồi nó chờ ăn kìa, cái đức của tao dày nó không có hại tao được đâu. Cái gì đó để ý rồi sẽ thấy, tao không bao giờ nói bậy gì đâu.